dễ duyên. Đó. Nó thiệt xô mà. Hello mấy chị. Đây, hôm nay là mình đi siêu thị nha. Bây giờ phải em đi bộ qua. Em đi bộ cho nên là giờ hiện tại đang trên con đường đi bộ nha. Có những cái cầu vượt. Đây. Con tóc trắng phía trước là em á. Tóc trắng áo hồng phía trước là em. Khi mà con tóc râu bắp áo đen là cũng còn em nữa. Dễ sợ. À, áo hồng không phải em nha. Đó. Không, tóc hồng cho lộn. Tóc hồng phải em nha. Em tóc nâu nha. Đó. Ngoài áo hồng tóc bạc là cũng là em luôn. Con tóc râu bắp là cũng là em luôn. Đây là đường đi bộ. Đá trên cầu vượt. Mọi người dưới đang chạy xe rất ầm ầm ngoài đường. Bên đây là Central World. Bên này cũng là một cái đại siêu thị nha mọi người. Dùng để mà bán đồ hiệu. Chị em nào muốn mua đồ hiệu thì nói em. Anyway, kể với chị nghe. Cái nước hoa bữa trước em mua của Lux rất thơm. Hả? 30ml. Là sao? Nói chuyện gì à? Rồi. Đây, các bạn đang chụp hình. Đây, tự xuống với nhau. Diễn. Trời ơi, làm gì? Làm gì xếp hàng vậy? Kẹt xe vậy? Ở đây, em nó cũng đang diễn. Hai đứa em nó cũng diễn à. Diễn, chụp hình. Chụp hình diễn. Đó. Đây. Chị chụp chân em. Chị bảo em thả khẩu trang ra. Thấy gớm, em không có son, gớm lắm. Đây. Không chưa? Lẹ tụi bay đi, tụi bay cầm cho tao, chứ tao còn ấy, tao còn phải đi giấy được. Đây là tượng Phật bốn mặt. Ở Thái là chị với chị em sẽ thấy những cái tượng Phật bốn mặt rất nhiều luôn. Đây, những người mặc quần màu hồng, áo xanh. Nói chung là màu hồng hiện tại đang rất hot. Em cũng đang rất thích những cái màu hồng đó. Em đang bận một bộ đồ rất mắc mẻ.
Central World này mấy chị. Ta với những cái môn khác là nó chỉ là 1/10 trên idol super idol cái gì super idol vậy đó super đó hả đó đúng không cái gì đó hai đứa con tao hát hay lắm super idol nhìn cái này lên có 17 triệu á hả? Hả? Trời ơi, biến thái kìa. Mày chịu không tao chửi gì. Thiệt rồi chứ, tao muốn chửi luôn á. Tao bị bị khùng sao mày không hỏi tao vậy? Cái đó phải hỏi chứ. Chị ba lóc mì ly nha. 4 chai dầu gừng nha Quyên. Ok chị. Dạ lưu ba lóc mì ly với lại 4 chai dầu gừng. Mấy đứa coi giùm chị thử mì ly ở nhà còn không? Mì ly với dầu gừng ở nhà còn không? Để chị lấy nha. Coi em chị ra mấy đứa nhỏ ơi. Sự đông quá. Có sự đông không hề nhẹ nha mấy chị. Rồi không sao, không sao. Lấy xe đi. Hello cô Loan. Rồi mít tiền Duyên. Duyên like Duyên miệng nói chuyện với mấy chị xíu đi. Cho chị đi ấy nghe à. Gọi nó mấy chị vào bấm like. Nói này mấy chị vào. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây hạt là đứng khu vực đây nha, để tao đi nha. Đâu có đứng đây được. Phải đi. Đi qua bên chỗ em lượm đồ đi. Về đây đi đi. Cái gì? Kiếm không ra cái gì? Đứng chỗ nào đó cũng được. Á rớt. Mấy chị chờ chị Quyên xíu nha. Nè, mấy chị vô bấm like cho chị Quyên. Cái gì vậy? Đâu gọi hả? Lô nam 390 cặp. Kêu gọi Loran 390 một cặp nha mọi người. Có nhiều màu hay sao á. Cái à có màu trắng. Ba trăm chín một cặp. Cái này là gọi với xã hả tiền? Một cặp gọi xã. Cái này nào quay quay ra. Chị đây. Mấy chị vô bấm like giùm cho chị Nguyên nha. Đen. Đi không chứ? Đứng giữa đường vậy hả? Đứng vậy luôn. Đứng vậy luôn hả? Đợi chị Quyên một chút xíu nha. Xong rồi chị Quyên lấy hàng cho mấy chị lựa. Siêu thị Thái nhiều hàng lắm.
cho em nha, để em lấy. Đi rồi, đi qua bên kia kìa. Anh đã đâu? Rau gọi bánh kẹo nè, đồ dây ở Bích Xuyên Thái hả? Cho bánh tay chị Nguyên nha. Chị đợi chị Nguyên chút xíu. Vô đi. Em đi xả nước cứu thân. Lấy cái điện thoại như kia nữa mở cái chị bấm like chào em. Chị vô đi mấy chị. Biết rồi. Khu vực này không phải khu vực mà. Rồi mấy chị ơi vào đi mấy chị, em bắt đầu em like này. Một thùng mì bao nhiêu ly vậy Nguyên? Chị mua một thùng rẻ hơn, mua lẻ không em? Hello, chị Thủy Ca, một thùng mì hình như nó là 24 lắm hay sao á. Nhưng mà thật ra nó cũng không rẻ hơn á chị. Cũng vậy à, không rẻ hơn đâu. Tại vì thật ra là cái chính của cái mì đó là cái mắc của nó là cái vận chuyển. Nó to, cho nên cái phí vận chuyển nó hơi cao. Chứ còn thực chất là em không có đó, em không có lời bao nhiêu hết. Cho nên sẽ không có quá nhiều. Lấy cho cô nhân đổ 4 hộp cá mòi, ok cô. Ok. Ô đằng này em đang mấy chị dầu gội đô nó ra mẫu mới, thấy có vẻ đẹp quá nè mấy chị. Dầu gội đô nó ra mẫu mới nè, cái loại này là dầu gội để cho giúp tóc dày hơn nè. Gội đô 280 giúp tóc dày hơn, đang khuyến mãi. Cái loại này là tóc giúp cho tóc đỡ
đỡ rụng. Này là loại này giúp tóc đỡ rụng nè. 280 dầu gội đô đang khuyến mãi không chị? 280 đang khuyến mãi. Giá gốc của nó là, giá gốc của nó chai này là 350. Giá gốc chai này là 350, đang khuyến mãi còn 280 nè. Có chị nào muốn lấy không? Đô. Một chai 450ml bự á. Đô đang khuyến mãi. Thuốc nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ lấy chị 2 hộp. Cái loại 130 đúng không chị? Loại 130 hả chị Nguyễn Thức? Ok, lấy một thùng hả chị? Ok. Thùng mì ly quá ngon đúng không? Mì ly quá ngon đúng không? Hạt nâu hạt dẻ loại 130 đúng không? Hay là chị muốn lấy cái loại hàng Loran nè? Hàng Loran em thấy đang khuyến mãi nè mấy chị. Loran em thấy đang khuyến mãi. Nhưng ơi, bên đó có dầu tràm không em? Dầu tràm bên này hình như, để em coi thử có không? Chị cần bao nhiêu? Có thì em lấy cho chị. Cần em lấy, có em lấy cho chị. À, đây, hay là mấy chị muốn lấy hàng Loran này. Hàng Loran đang khuyến mãi nè. Em thấy đang khuyến mãi nha. Bình thường cái giá của nó là 500 lần á. Bình thường giá của nó 500, đợt này đang khuyến mãi còn 4 chậm. Còn khoảng, để em coi chọc lại nhé. Nó khuyến mãi còn 470 nè, 470. 470. Hai giảm được thêm chút nữa. Hôm qua chị nhận được bánh bông mai rồi nha, ngon lắm. Dạ rồi, ok. Ok chị, anh Lưu lấy một cùng mì ly rồi. Hay là muốn lấy dầu gội thuốc nhuộm Loran này. Em thấy thuốc nhuộm Loran này mấy chị xài, chị nào cũng thích đó. Chị nào cũng thích đó, chị nào cũng bảo em là bữa sau có lấy cho chị. Chị nào xài Loran này rồi là mê luôn. Thích hơn cái loại 130 nhiều. Thích loại 130 nhiều là cái loại này nhuộm, thứ nhất lên màu rất là đẹp. Nó lên màu đẹp và tóc nó không hư. Nó rất là bảo, lấy chị 4 chai đúng không? Ok chị, dầu gội Loran. Cái gì thích thì lấy loại này. Thì hiện tại đang sale á, đợt trước này nó đang sale còn 470 nè. Đang sale còn 470. Hello chị Huệ. Này đang sale còn 470 kìa. Chị Nguyễn Thức lấy loại 130, lấy lại muốn lấy loại này, muốn lấy loại nào em lấy cho. Chắc mình đi lên trên kia. Hello chị Quốc Dũng. Đó, chị nào muốn lấy dầu gội đô nữa hả? Lấy dầu gội đô em comment cho em đi, đang sale á. Dầu gội đô đang sale còn 280 nè. Dầu gội đô đang sale còn 280. Dầu gội đô đang sale 280. Lại clear trị gầu phiên bản giới hạn này cũng có hàng nè. Ok chị, lại 130 đúng không? Rồi, clear trị gầu phiên bản giới hạn này cũng có hàng luôn nè mấy chị. Mấy chị nào thích không? Clear trị gầu phiên bản giới hạn. Rồi đi lên, em đi lên lầu đây nha. Mình đi lên. Thì mì ly em không có giảm giá được. Ví dụ như một thùng nó sẽ là 24 hay là 20. Nó là 20 hay 24, có thùng 20 hay 24 lóc gì đó. Nó sẽ là 20 hay 24 lóc gì đó. Thì mấy chị cứ nhân lên mì em cứ 120.000 một thùng. Mấy chị comment lên mì em một cái tin nhé, comment lên được không? Tại vì nó chứ. Hôm nay sao buổi tối không có ai coi vậy em vậy ta? Để cho em like cũng phải nửa tiếng rồi mà. Mấy chị mới vô có mười mấy người. Sao vậy ta? Nguyên chị cao 1m55, mông 102 thì chị cái quần nào mặc coi được hả? Bộ nút 325.000 treo ngoài cùng. Bộ nút 325.000 treo ngoài cùng hả? Hello chị Tâm Nguyễn. Bộ nút nào ta? Mạng vô được chưa mấy chị? Vô quay hoài không được hả? Duyên vô YouTube mình coi thử coi. Vô lại cho được chưa? Đó. Không, cái đó không được đâu. Có điện thoại mày á. Điện thoại tao có mạng đâu. Phải. Đâu đâu đang xem được bà. Có lại rồi đúng không? Ok. Ok. Mày sao tự nhiên thấy em đen thui mấy chị? Ủa sao tự nhiên ở đây em đen thui vậy? Em đâu có đen đâu, trắng mà. Sao tự nhiên em đen thui vậy? Sao là kinh vậy? Ý. Cái bình nước đây có lại rồi.
các chị nào muốn lấy nữa không? Bình nấu nước nè, bình nấu nước nấu cà phê nè, bộ nút áo dài ngang gối. Bộ nút áo dài ngang gối là bộ nào ta? Mấy chị, bình nấu nước nó có lại chỗ này không? Bữa trước mình mua hoài không có, mấy chị nhớ không? Bữa trước mấy chị dặn em ở quần không có. Mấy đứa ơi, coi thử cái thùng đây bao nhiêu tiền, quên rồi mấy đứa. Cái bình nấu nước là bao nhiêu tiền? Em đang coi, đứa nào đang coi like coi mấy chị coi cái bình nấu nước đây bao nhiêu tiền. Có hàng trở lại rồi nè mấy chị, có chị nào lấy được không? Bình nấu nước, bình nấu nước nè, các chị nào lấy lại nữa. Hai bình trà điện, ok, bao nhiêu tiền? Hai bình trà điện đây bao nhiêu vậy? Có hàng trở lại rồi nè. Bình trà điện xài rất ok luôn, xuất sắc luôn. Lấy hai bình điện ở trong ở cái đó hả? Coi nó nhẹ, nhẹ sẵn không? Nặng hay nhẹ? Nhẹ không phải đâu, coi nhẹ là không phải. Bình trà điện này là 800 ngàn. Không, coi là người ta lụm ra, người ta để vào cái mẫu. Coi nhẹ là không phải, nhẹ xỉn là không phải. À, không phải nhẹ xỉn, đấy là có đồ. 800, 800. Đấy là có đồ trong đây. Làm gì có đi, mở ra coi, rút coi, thử coi có không. Dỡ lên coi. Chứ tao nhìn tao nghi không có rồi đó. Ờ, ok, ok. Cái rồi. Này nó không phải là nhẹ cho cái thùng không. Ờ, ờ. Lấy cho chị một bình, ok chị Linh Huyền. Đã, chị lấy 800 thôi. Cái bộ, cái bình trà điện này hôm bữa trước có một mình em với chị Trăng là có, là mua được. Mua em để spa. Xong rồi cái bắt đầu là tới bữa sau bữa đó mua được giùm cho chị Trăng nữa. Xong bữa sau chị Trăng nhờ mua hai cái nữa, tại vì chị Trăng thấy rất ok luôn. Chị Trăng nhờ mua hai cái, thêm hai cái nữa, chị Trăng thấy ok luôn. Cả bếp đúng rồi, dễ lắm chị, đây này xài dễ lắm chị Anh Lương. Ước cái này đúng không, nó là như thế này nè, cái bình là làm như thế này, nó sẽ có cái nấu đây y như một bình nấu nước kìa. Mấy chị cắm vô là lúc nào nó cũng nóng hết đó, để đây luôn là nó nóng. Mà mấy chị có thể trong đây là nó có, ở trong đây là chị bỏ trà vô đây được, bỏ cà phê vô đây cũng được. Bỏ trà hay bỏ cà phê vô đây đều được nha. Cầm đi, cầm đi để giữ cho nó rớt bể. Giữ cho để rớt bể nha. Nè, mình rút nó ra này mấy chị. Đây, mình rút ra mình bỏ trà hay cà phê vô đây. Rồi xong á mình cứ cắm vô mình nấu nước cho trà vậy, khỏe lắm. Mà nó nóng, giữ cái bình nước nó ấm ấm miết vậy á. Em để em tiếp khách á, em bật lên nè. Em bật cái chỗ đây, mấy chị có thể chọn cái chế độ. Này nhiều chế độ lắm. Đó. Nha. Ok, chị nhớ lấy khẩu trang cho bé hả? Khẩu trang cho bé loại nào ha? Đợt này lấy cái nào cũng được đúng không? Chị Quốc Dũng một bếp nữa ok, là tổng cộng 4 hả chị? Thêm 2 nữa, đủ chưa? Rồi còn không? Còn hết rồi. Cùng lắm lụm cái chỗ ở trong đây vô luôn. Cái trong là cái nào? Cái đó. Sợ đó không còn. Chị Linh Huyền cho em số điện thoại. Chị Linh Huyền ơi, chị em xin số điện thoại nghe. Mai chị nhắn địa chỉ và điện thoại cho em nha. Ok, nhắn cho em số điện thoại cũng được. Chị Quốc Dũng một bình nữa rồi, ok. Đây, tổng cộng là 4 chị, 4 bình rồi đó. Chị nào lấy nữa không? Còn nữa không ta? Hả, tới đây còn không? Đó, 800 ngàn thôi. 800 ngàn, ok lắm. Này em về, bữa em xài, em để em lấy nước cho khách á. Rất là tiện luôn, rất là ok luôn á. Với lại hôm nay em thấy bên này nó đang, hôm bữa hôm qua giờ em đang thấy bên này nó có sale bằng ủi hơi nước. Sale bằng ủi hơi nước. Số điện thoại 0931405002. Chị Linh Huyền ơi, cái gì chị gọi cái nhân viên em. 0931405002. Hả? Bao nhiêu bình nữa? À, hỏi thử thôi chứ chưa, để coi cái gì báo. Rồi chị lấy bình nữa comment cho em nha. Đó, thôi bị được rồi, em trả lại đây cho người ta. Hả? Vậy đó có hàng hả? Bao nhiêu nó cũng có hả? Phải loại nặng hơn, đúng không? Thay cái này cái bình không vậy? Bình không là sao? Rồi nó coi thử coi, nó có thế nào nó cũng sẽ có một cái. Tâm nghi. Nhìn mà đi. Hello chị Úc Dung. Là có thức con. Lấy nồi điện là nồi cơm điện hả? Ok. À. One, two, rồi, ok, thank you. Cho xem nữa. À, ok, ok. Oh. Nồi cơm điện hả em? Nồi cơm điện không có rẻ, cái nồi cơm điện là rẻ. Ok, thank you. Nồi cơm điện đúng không? Ủa, không tiền người ta hỏi nó. Để dưới á, mình chưa lấy được xong. Nam tiền ra. Nè.
biết rồi, bởi là coi cái nồi nào. Tại vì là mấy cái nồi cơm điện nó giá mắc không à. Nồi cơm điện hiện tại đang thấy giá mắc lắm. Giá nó tới tầm 2 triệu mấy, 3 triệu không à. Chứ không có loại rẻ. Mấy đứa nồi lẩu bao nhiêu tiền mấy đứa? Mấy đứa coi em chị nồi lẩu bao nhiêu tiền? Dạ được, lấy được chị Út Dung cái áo đầm rồi. Nguyên có lấy áo đen 256 và áo trắng có. Em lấy cho chị rồi. Có lấy rồi. Cái nồi lẩu điện nè, bao nhiêu tiền em mua anh giá ta? Mấy đứa coi nồi lẩu điện bao nhiêu tiền? Cái nồi lẩu điện này hiện tại là em... Chị nào lấy thì nhắn em nha, em lấy thêm cho mấy chị được. Bà ngủ hơi nước làm vậy đó. Cái bàn ủi hơi nước mà tí tụi mình mẹ đừng cho ông này ha. Ừ, ăn đi ông. À. Bà ủi hơi nước đang, em thấy đang sale mấy chị. Đang sale còn là 890 nè. Bà ủi hơi nước đang sale còn 890. Bà ủi hơi nước Philip nha, hàng Philip đàng hoàng nha. Hàng Philip nha mấy chị, chứ không phải là mấy cái hàng thương hiệu tào lao. Cái này là hàng của Philip luôn. Nên là giá này là đang sale cũng rẻ, cũng tốt á. Hàng này là hàng sản xuất ở Thái Lan luôn nha. Đây là hàng sản xuất ở Thái luôn á. 890 thôi, 890. Bà ủi hơi nước, chị nào lấy thì nhắn em. Bà ủi hơi nước của Thái nha, ôi của Philip, hiệu Philip nha mấy chị. Nè, hiệu Philip mấy chị nhìn này. Nè, hiệu Philip. Đó, bằng cái nồi lẩu là 800 ngàn nha mấy chị. Nồi lẩu 800, chị nào lấy không? Nè, nồi lẩu 800, chị nào lấy nồi lẩu comment cho em. Đây, có cái muỗng nha. Có một cái muỗng luôn, và cái này là nó không có cái nồi bên trong nha mấy chị. Hôm bữa trước có chị nào hỏi có cái nồi nào, em đã trả lời không có rồi. Sau bắt đầu là em nhập hàng về em giao cho mấy chị thì lại trả lại cho em vì lý do không có cái nồi bên trong. Nó không có cái nồi bên trong nha mấy chị, và mấy chị rửa cũng rất bình thường. Chứ sao mấy chị sợ gì vậy? Bình thường thiếu gì nồi là không có rửa được. Hàng của Smart Home nó rất là ok. Hàng Smart Home nó rất ok luôn, mà hàng này hôm bữa trước. Kiếm hồng qua ra nha. 3 lít. 3 lít ok, đồ biết luôn, biết 3 lít luôn. 3 lít luôn 800 ngàn, chị đồ lấy nhắn em nha. Hiện tại là em đang có một cái bị trả về ở nhà có một cái bị trả về là vì lý do là bảo là không bảo chị đó là chị không lấy ra cái nồi ra được, cho nên là chị trả về. Chị không lấy cái nồi bên trong ra được nên chị trả về, mà hôm bữa lúc em nhớ em có like là em có nói là không có lấy cái nồi ra được, tại vì nó là nguyên nồi lẩu thì nó như thế này luôn, chứ đâu phải nồi cơm điện đâu. Nồi cơm điện mới rút ra được cho mấy chị, còn nồi lẩu không rút được, nó sẽ như thế này luôn. Ok, cái nồi lồn này rất là sang. Đấy. Cái nồi lẩu này sẽ rất là sang, mấy chị đãi khách đãi đồ rất ok luôn. Đãi khách rất là sang trọng luôn, nó có cái nắp, nó có cái muỗng ở bên trong nữa. Ha, vậy rồi lấy nó nhắn 800. 800 á. Cái nồi đây là mấy chị ăn cũng phải được 4-5 người chứ, tại bự mà. Cái nồi đây mấy chị phải ăn được 4-5 người tới 3 lít lận mà. 3 lít lận, bự mà, 4-5 người lận. Ok, lấy chị Nhàn Huỳnh một nồi lẩu, ok chị đâu lấy nữa. Nhàn Huỳnh một, chị đang Huỳnh một nồi lẩu là ở nhà đã có một cái rồi không? Ở nhà một cái rồi, tại vì hôm bữa. Hàng này hàng Thái. Hàng Thái luôn, hàng Smart Home là hàng của Thái, nó là thương hiệu nội địa Thái nha. Nó là hàng nội địa của Thái, chứ nó không phải nó. Ở đây rất ít hàng Trung Quốc mà chị. Những cái siêu thị này là siêu thị nội địa Thái, nó không ít hàng Trung Quốc lắm. Lấy chị một nồi lẩu, ok chị tâm một nồi lẩu bỏ vô chị. Một cái nữa. Rồi chị đâu lấy nồi lẩu nữa nhắn cho em. Đó. Trời ơi, chị này nói được tiếng Việt luôn. Dạ, cái này là nồi lẩu á chị Lê Lê. Nồi lẩu nè. Đó, nhẹ lắm, cầm lên nhẹ xỉn mà chị nấu rất là khỏe luôn. Mà cái nồi sang. Cái nồi này sang lắm mấy chị, đãi khách đãi đồ á, nó sang, nó không có gì phải xấu xí. Nó rất là sang, rất là đẹp. Đó, mấy chị đãi khách đồ là rất là đẹp. Mấy chị đãi khách nó cũng sẽ rất là đẹp, rất là sang kiểu vậy mấy chị.
bưng cái nồi này lên, trời ơi, thấy ăn sái sang lạnh liền. Thấy sang lạnh liền, thấy lấy hấp dẫn, thấy sang dã man liền đấy. Đấy, chị nào lấy nữa, lấy thêm nhắn em nha. Hả? Ok. Đây, cái bà bán hàng là bà nói là có thể nướng đồ được, nướng kho, ốp la đồ được luôn, xào chiên đồ được hết nha. Xào chiên đều được hết. Rồi. Ở nhà có một cái, có chị chốt rồi hả? À, ok, vậy lấy thêm cái nữa Duyên. Lấy thêm cái nữa. Ok. Ghim điện ở đây chị. Đây. Đây. Ghim điện ở đây. Ghim điện ở đây. Điện 220 giống Việt Nam đúng, điện 220 đó chị, điện 220 nha. Điện 220 giống Việt Nam mình, mấy chị yên tâm, 220V. Chứ không phải điện 101, điện 101 là hàng của Nhật. Còn hàng Thái điện 220 giống Việt Nam mình y xì chang luôn, không khác gì hết nha. Đó, 800 thôi, quá đẹp luôn mà hàng smart home hàng này Việt Nam không có đâu. Hàng này là hàng thương hiệu nội địa của Thái. Hàng nội địa của Thái và hàng smart home này mấy chị biết không, đợt trước em đi em nhớ là khi em mua đợt em mua nồi công điện mấy chục thùng nồi luôn á. Em mua giùm mấy chị mấy chục cái nồi công điện. Vì mấy chị biết không? Em đi lấy túc túc á. Mà ông túc túc ông kêu good. Hàng này ông chị ông kêu hàng này good. Của Thái chị Linh Huyền, cái này là của Thái nha, hàng Thái. Mấy chị em đang like hàng Thái, cái này hàng Trung Quốc, em nói hàng Trung Quốc, còn ở đây hiện tại đang hàng Thái hết. Yên tâm hàng Thái hết là mấy chị khỏi lo. Chị Quốc Dũng một cái, chị Hà một cái, chị Lâm Channel một cái, ok, ba cái nữa Duyên. Ê bà nó có nghe được tiếng Việt. Nghe được tiếng Việt, cái chị bán hàng nó nghe được tiếng Việt, 4 cái Duyên, cái thêm 1 cái nữa 4. Ok, rồi, chị Thị Văn Trồng một cái là 5, 5 cái. Không, thêm 1 cái nữa là 5. Tổng cộng 5. Là 6-7 rồi ạ, 6-7 cái. Thêm nữa, 3. Nguyên coi lại like hôm qua, bộ dài có nút 325.000, cô rất thích bộ đó. Ok, để con coi lại nha. Mấy đứa coi lại làm chị cái like đó của cô Trần Cô Hồng Hạnh hôm qua là lấy cái bộ nào, bộ dài có nút 325.000. Cô rất thích luôn, để coi lại em chị thử là bộ nào. Ok, chị Văn Trần, chị Linh một cái, chị Lâm, chị Trâm Channel là 3, chị Hà Nguyễn là 4, chị Quốc Dũng là 5. Chị Quốc Dũng là 5. Chị Tâm một cái là 6. Chị Nhà một cái là 7. Đúng rồi, 7 cái tổng cộng rồi đấy Duyên nha. 7 cái là đủ nhân viên, lấy 7 nha, đủ nha. 7 là đủ, 7 hết đúng không? Lấy 7. Rồi. Chị vào chưa? Ở quần lót để mai em đi qua bên kia em lấy cho. Nha. Quần lót để em đi qua bên kia mới lấy cho mấy chị được. Đó, rồi chị nào lấy thêm bình trà điện nữa lấy nha, bình trà điện này cũng ok, cũng có 800 thôi. Bình trà điện này ok, mấy chị trà làm rồi. Vô được rồi. Rồi, mấy chị vô. Chị Quyên đang like nồi lẩu điện nha mấy chị ơi. Đây cho mấy bạn người xem là số lượng mấy chị đã mua nồi lẩu điện nè. Duyên cô coi lại mở lên được chưa? Áo thun nam đúng không? Có, chút xíu nữa chị Tâm Nguyễn coi áo thun nam nha. Đây nồi lẩu điện đây. Nồi lẩu điện đây là khách em mà mấy chị. Nói chung là nồi lẩu điện này là khách em mua là chắc mấy chục cái rồi. Mấy chục cái rồi cho nên là mấy chị khỏi lo về chất lượng, rất ok. Mà hàng smart home này là một trong những cái thương hiệu hàng nội địa Thái cực kỳ tốt nha. Nghe không? Cực kỳ rất là tốt, sao nghe? Nè nghe. Cực kỳ luôn, rất là tốt luôn. Đó, Facebook hết. Siêu tốt, cho nên là mấy chị cứ chốt đi cho em. Nha, nè. Mà cái này nó sang. Cái nồi này nó sang lắm, nó rất là sang, nó rất là kiểu mình đãi khách đồ ăn đồ á. Mình đãi khách đồ được. Ok, vô rồi đúng lại không có gì. Đãi khách đồ này kia là coi như nó sang chảnh lắm. Sang trọng dữ lắm mà nó có 800 ngàn một cái hộp này, một cái thùng này thôi. Một cái nồi này hết cấp 3 lít nha mấy chị, 3 lít khoảng 4-5 người ăn được. 3 lít một lần mình nấu cho 4-5 người ăn được, cho nên là mấy chị chốt đi. Để dành mình về mình xài, mình tặng mình là xài mình lúc mình ăn rồi mình đãi khách mình rất là đẹp. Này cái nồi nhìn nó sang lắm nè. Này mấy chị nhìn đi. Đó không? Nồi rất là sang trọng luôn. Mà hàng Smart Home này là một trong những hàng thương hiệu nổi tiếng của Thái luôn á. Hàng nổi tiếng Thái luôn. Rồi ok mấy chị vô lại giùm em một chút thôi. Bấm cho em nút like đi mấy chị. Mấy chị đang xem like á, bấm cho em nút like giùm em cái. Da chị Nguyên đẹp quá. Cảm ơn Hương Đoàn nha. Hương Đoàn là ai hả? Chị của là Hạ Hà Nhà Diễm. À vậy hả? Mấy chị cho em xin một nút like nha. Hiện tại là bên YouTube mình mấy chị đang coi là mấy chục chị mà có 21 cái like thôi. Bấm cho em nút like để mấy chị khác vào lại, tại vì lúc nãy bị rớt. Bị văng rớt mạng, mấy chị văng ra hết trơn rồi. Mấy chị bấm lại giùm em cái nút like để mấy chị vào lại giúp em một chút xíu. Dạ rồi, cảm ơn chị Quốc Dũng đã bấm. Những chị nào chưa bấm, bấm giúp giùm em.
Chị đừng chưa bấm giúp giùm chị em nha. Đúng rồi, cái nhỏ dễ xài chứ cái da chị Nguyên đẹp là tại vì Nguyên xài mỹ phẩm đó Hương Đoạn. Đó. Đó mấy chị mấy bạn nào muốn da đẹp như Nguyên thì hãy xài mỹ phẩm giống Nguyên đi. Rồi, chị da Nguyên bên ngoài là cũng giống như trên live. Xanh thì bự hơn, nhà ai thích xài bự cũng đây. Được. Giá là 890 một cái bàn ủi như thế này. It's okay. Một cái bàn ủi nè, bàn ủi Philip, hàng Philip nha mấy chị. Hàng Philip, cái hàng Philip là mấy chị cũng biết rành quá đúng không? Hàng Philip quá rành đúng không? Hàng này em không còn nói phải nhiều nữa tại vì nói nhiều cũng vậy thôi. Philip này là 890.000 một cái, mấy chị khỏi phải suy nghĩ. Hàng này là phải nói là xuất sắc luôn rồi. Hàng này là phải nói là xuất sắc luôn. Ha. Kệ nói chuyện, không sao đâu. Lúc nào xem chị cũng bấm hả? Cảm ơn chị yêu nhiều, tuyệt vời đấy. Mấy chị giúp giùm em là coi like là bấm cho em nút like nha. Hiện tại là mạng, sau đó tối thui tối thích. Bên YouTube em là tối như mực vậy nè. Rồi, cảm ơn Hương nha. YouTube em hơi đen hả mấy chị thấy em hơi đen không? YouTube mấy chị thấy em hơi đen không? Nhưng mà em bình thường em ngoài em cũng trắng mà. Tự nhiên sau cái này YouTube nó làm da em đen đen. Hello chị hàng khách. Đó, nha. Sáng lên. Ok, nhưng như đúng mẹ không? Hình sáng lên. Phải mở màn hình sáng. Con Duyên nó nói. Nó nói chuẩn rồi đó. Con vuốt ở đây nè. Xài điện thoại lứa. Đó mà hơi đen. Vẫn đỡ hơn nãy. Rồi, Nguyên hơi đen, không hiểu sao Nguyên đen luôn á chị. Rồi, các chị nào thích bộ đồ em đang bận không? Nguyên đeo cái túi hả chị? Oxygen là sao? Là thương thì oxygen. Này nó coi nó cân nặng bao nhiêu nữa nha, cái để bắt con lỗ như bữa trước nữa. Hello. Cái hàng vô nó con khổ vậy. Có rồi chị không giàu á chị. Có rồi chị không giàu. Nồi chiên không giàu hả? Dạ có. Rồi cô anh hào một cái nồi lẩu nữa đi Duyên. Đúng hả? Philip ok lắm. Mấy chị nhiều chị xài cái bàn ủi Philip 10 năm nó không hư. Xài bàn ủi Philip 10 năm nó không hư mấy chị. Xài xong nó không chịu hư, tức quá. Em lấy chai dầu xịt cho xương khớp với chai hũ dầu gió cù là xanh. Ok Tú ơi, em lấy cái nồi cơm điện này không? Loại này 1.1 triệu. Loại này là 1.1 triệu. Nồi cơm điện 2 triệu mấy nhưng mà đẹp á. Đây là hàng smart home nè. Đây smart home, nồi cơm điện smart home nè, loại này 1.1 triệu nha mấy chị. Loại này 1.1 triệu nha, mua sao cái hết tiền luôn. Nội mua hết cái hàng này là hết tiền luôn á. Tại vì nhiều tiền á, nó mắc không à. Thì gạt giá liệu hết ít quẹt nó cũng hết tiền luôn á. Đây. Smart home, hàng smart home nè, hàng này là 1.1 triệu nè. Nguyễn Tú lấy ông này 1.8 lít. Loại này là 1.8 lít lận. Nguyên có mua dầu xanh được, Nguyên được chứ. Chị Thanh Lương muốn lấy dầu xanh loại này em lấy cho. Nồi tròn hả? Nồi tròn cũng được. Nồi tròn thì nó không có xịn mà cái nồi này xịn hơn. Nồi này xịn hơn. Nồi này anh Hoàng một chiếc nồi lẩu lận chưa? Rồi. Cái này là hàng xịn hơn. Này là nồi, này là nồi smart hơn. Nồi tròn thì có nhưng mà nồi tròn. Mắc. Nồi tròn. 800. Nồi tròn loại này được không? 800. Nhưng mà nồi tròn quá bình thường luôn á, ở mình bán có mấy trăm ngàn à. Nồi smart home nè, đây cũng là hàng của smart home luôn mà 800 ngàn. 800 ngàn luôn, nhưng mà chị thấy nếu mà em mua nồi tròn này thì ở Việt Nam mình cũng bán đầy mà. Đúng không? Còn không thì thích thì mua lấy cái này cũng 800. Hàng này lít bao nhiêu lít vậy? Hỏi bà mấy lít? Mấy lít? Lít 8 luôn. Lít 8. Nghe được tiếng Việt mấy chị. Chết luôn á, nó xấu không được. Cái nồi tròn 1 lít 8 đây là 800. Dầu xanh là 2 nắp. À, dầu xanh 2 nắp đúng không chị Thanh Lương? Vậy để em đi chút em mày mai chạy qua đó coi còn hàng lấy cho. Xài điện 220, điện 110, điện 220 chị Anh Lương. Xài bình thường. Xài điện 220, chỉ có Nhật là mới xài 101 thôi. Nguyên có mũ bạn kia đang đội lấy chị một cái. Bạn kia đang đội là bạn Duyên hả? Mũ này hả chị? Mũ này 390. Còn hàng không? Mũ này là 390 nhưng mà em không biết còn hàng hay không. Đợt trước là nó hết trơn luôn rồi.
Thì đợt này không biết coi, hôm nay hàng hiệu nha mấy chị. Mũ này là mũ hàng hiệu nha. Đây đồ tròn smart home này là 800 nè. Lấy luộc rồi cơm điện 1 triệu mốt đi chị. Ok. Rồi, cái gì? Lấy nồi đây. Rồi, ok. Một cái đúng không? Chị Hồng Hoàng một bình pha trà, ok. Nồi cơm điện máy chấu hả? Nồi cơm điện cái dây máy chấu hả? Để coi dây máy chấu. Tiền cái nồi cơm điện là cái dây máy chấu hả? Ba chấu hay hai chấu? Ba chấu. Thì là đổ em ở dưới đó. Hai chấu bình thường á. Ba chấu. Dây điện ba chấu đó chị nha. Dây điện ba chấu nha. Nè, dây điện ba chấu. Ok. Cái này này vậy. Lai rồi. Chị mua nãy giờ quá trời rồi. Nồi chiên không giàu đâu. Cái này là hỏi nồi áp suất nữa đi. Mấy chị muốn mua nồi áp suất. Thôi nồi chiên giàu mắc lắm nha. Không, ba cháu, ba cháu, ba cháu. Ba cháu chứ không phải hai cháu nha, ba cháu nha chị. Ba cháu, ba cháu. Chị Hồng Hoàng một bình pha trà nữa lụm chưa kia. Nhiên. Lụm luôn một bình pha trà nữa lụm chưa? Lụm thêm bình pha trà cho chị. Để đến nói nè. Nè. Cái mà không có rẻ đâu, tính ra nồi chiên không dầu thì lấy vậy Việt Nam rẻ hơn á. Hàng này hàng smart home luôn, hàng đó là tại vì hàng này nó tốt. Anh ấy, nó có lút được cho anh ấy. Ồ, vậy rẻ nhiều á. Rẻ nhiều, sale thì rẻ nhiều. Khoan, từ từ chị tính nữa là bao nhiêu nha. Từ từ bình tĩnh để tao tính nè. Không được, bán nhiều lỗ chết. Nặng quá hả? Nặng, nó nặng thịt mà. Cái nồi chiên không dầu đây là nói chung, em thấy giá hơi mắc nha. Nói chung là cái giá của nó, giá sale, giá của nó, giá gốc của nó là 2 triệu rưỡi lận. Thì cái này giờ đó hiện tại nó đang sale là em tính mấy chị 7 triệu. Triệu 7. Ừ. Triệu 7 được vậy. Triệu 7. 1 triệu 7 nha, 1 triệu 7. Đang này nó là giá gốc của nó là 2 triệu rưỡi. Bây giờ nó đang sale thì còn 1 triệu 7 này. Nói mấy chị nào lấy em lấy cho mấy chị 1 triệu 7, 5 lít. Cái này nồi to lắm. Tới 5 lít lận. Không, nó có rớt đâu. Cái miếng này là để dầu. Đúng rồi. 5 lít. Ok ok. Rất nhiệt tình. Đây nè. Đó, 5 lít nha, chị nào lấy thì nhớ nhắn em. Nồi nấu kho cá được không hả? Mấy cái nồi đó kho cá được. Có nồi cơm điện mini không quyền, giá đẹp, rẻ bền mini nha. Nhỏ xíu hả cô? Đây dễ thương. Này được không cô? Chút xíu nè, nồi đây chút kẹo, nồi đây nhiêu? 1 lít hả? 1 lít, này 1 lít nè. Cái này 1 lít, cái này giá 700. Cái này 700, này 1 lít 700 nè cô. Dễ thương, cái này nó rồi nó sắc xinh. Mắc á, giá thì mắc không rẻ nhưng mà dễ thương. Bên kia có cái mini hơn nữa. Cũng bằng giá nhưng bằng giá rồi. Cái này xịn hơn, hàng smart home xịn hơn. Cái nồi nấu cơ, nồi nguyên nồi nấu có kho cá được luôn chị, kho cá được luôn, nồi lẩu hồi nãy kho cá được luôn nha. Kho cá chiên trước ốp la đồ được luôn. Áo phun phái thơm rộng, dạ có chứ. Nó vuông bên ngoài màu xanh rêu. Nó vuông bên ngoài màu xanh rêu mà. Tại sao cái gì ạ? Là cái nồi cơm điện vuông bên ngoài màu xanh rêu á. Là loại nào đi? Của cái gì? Nồi tròn cái gì màu xanh rêu kìa. Nó vuông bên ngoài màu xanh rêu hả? Đâu? Không, nồi đó mắc quá à. Màu mắc ồn này nè, cầm cái này để lại. Nồi cái gì màu xanh rêu này để cả. Không thấy, không thấy đâu. Áo thun em đang bận rồi, em đang bận một bộ này mấy chị, không phải áo thun đâu. Mặc nguyên bộ luôn nè. Anh chị nào thích cái style này nguyên bộ có quần đùi. Đó, mặc áo thun rộng, áo thun rất rộng. Thả ra là coi như che hết luôn. Nhưng mà tại mình bây giờ hiện tại là model Gen Z là đang bận kiểu này. Đó, cho nên là em cũng đú trend như vậy. Em đú với mấy cháu nha. Thôi đi, đi qua bên kia. Ủa, tôi cũng xuống đây đó. Hình như là đi nhau. Tiền. Quần áo mình đi ngược bên kia đúng không Tiền? Quần áo mình đi ngược bên kia đúng không? Rồi giờ thôi đi qua chỗ quần áo nha. Giờ mình đi qua quần áo giày dép đồ nha. Hả? Đâu? Không còn
Không có đồ áp suất hả? Trời ơi. Chị người nước nào ạ? Where are you from? Thái Lan. Thái Lan hả? Người Thái. Người Thái hả? Có người Việt mua nhiều, có lẽ Việt ít. Ít đó. Trời ơi, có người Việt mua nhiều biết ít ít, không dám biết ít đâu, biết quá trời. Very good. Very good. You very good in Vietnamese. Rất là dễ thương. Khen nó. Ý cái nồi này dễ thương vậy? Nồi này là gì vậy? Ý nghĩa gì vậy? Nồi này là nồi gì dễ thương vậy? Nồi đó lớn thôi. Cái này nó nhíu cái này. Ví dụ mà mình gửi ra xíu. Đây là mình nướng hả? Đây là mình nướng hả? Tiền đẩy ra xe. Đẩy cái gì kìa. Đây là lò nướng hả? Tính tiền chung hả? Tiền này chắc lò nướng hả tiền? Đâu? Nhà em sao điện hai cháu không sao cắm được nồi cơm ba cháu. Cái đó mình có mua, mình sẽ mua một cái đồ cái đồ. Thịt đồ á. Mình sẽ mua một cái đồ chuyển, cái đó có một cái cục để mà cắm vô ba cháu rồi nó sẽ chuyển ra hai cháu. Cái đó ngoài tiệm điện bán nhiều lắm, Nguyễn Tú, yên tâm. Ờ, cái đồ này dễ thương thiệt á. Cái đó nó yếu đuối quá hả? Thấy cái nồi cơm mỏng manh quá. Mà mắc ôm à, đâu có rẻ đâu. Hàng mắc ôm. Mà đi qua bên chỗ quần áo thôi. Quần áo không có chị mua. Chơi à? Rảnh ghê á. Có cái đồ để mà chuyển, nó sẽ có cái đồ chuyển địa, chuyển cái ổ từ 2 qua 3, cho nên mấy chị cứ yên tâm đi, đừng lo. Này là gì ạ? Máy làm đá hả? Mình là cái máy làm đá hả? Trời má ơi. Kìa máy sấy không phải ấy kìa. Bắt. Hả? Tôi vậy? Sao đi rồi không có kiếm cái nồi mình đi đâu để con dơ cho cô rồi đó. Mà nó không có màu xanh riêu. Thì mới chị một cái quần lửng 8, lưng 87, mông 93, chị cao 1m55. Ok, à, đâu có mập. Chị vừa mà, bình thường mà. Trà sữa Thái với chị giá nhiều ạ? Trà sữa Thái cái giá cũ á. Mà như trăm mấy à, 150. Con đặt bán lại, con lai này bán 150 đi. Trà sữa Thái 150, chị nào lấy thì chốt cho em trà sữa Thái. Còn đây là trà chanh. Đây là trà thủy là để mình pha luôn nha mấy chị. Đây là trà sữa pha nha. Còn cái loại này là cái loại trà sữa này là trà sữa mấy. Đây là trà sữa Thái xanh Thái đỏ này. Mấy cái hàng Thái xanh Thái đỏ này. Đây, đây là sữa Thái xanh Thái đỏ này mấy chị biết không? Thái xanh Thái đỏ giờ mình phải nấu nha. Nên mình phải nấu. Còn cái loại này là cái loại là mấy chị cứ đổ ra pha nước xong rồi là bỏ đá vô là xong. Ok. Để con vô cho cô cái nồi rồi đó cô Anh Loan. Được không? Đâu có màu xanh riu. Thôi để nguyên giờ rồi mình coi hình đằng sau qua gặp lụm giùm cô. Ok cái gì cô chụp cô gửi hình ra cho con đi. Cái gì sao con đi lùng con thấy cho con lấy cho. Con này trà xanh với trà chè, trà xanh. Trà sữa xanh, trà sữa Thái. Netty với lại là đây là trà chanh netty. Mấy cái này rất ok. Đây. Một bento nữa chị, nó lấy một bento nữa, em lấy một bento. Tối thui rồi mấy chị. Nồi vuông bên ngoài hả? Một vuông. Vậy là tiếc cô chụp cho con em. Mật bento mấy chị đâu lấy thì nhắn một dây thế này là có 50 ngàn à. Một dây có 50 ngàn 12 gói. Một dây 50 ngàn 12 gói. Đúng rồi. Em bán 50 ngàn là em bán tàu lao á thiệt á. Có tiền hết la. Người ta bán 7-80 gì lần. Bán 170 ngàn. 100 ngàn hả? Bán 100 ngàn hả? 170. Vậy hả? Mà lỗ cái giá lỗ về vận chuyển về lỗ vậy thôi, để tao bán chơi sắt đi, phải bán đó. Đợt này nói chung những cái sản phẩm gì mà mình bán mà nó sẽ lỗ mình sẽ không bán nữa. Ví dụ như một bento là con tiền mới lai em nó kêu một bento bán 50 ngàn rồi nó bán tầm 7. U cha mấy cái áo này đẹp vậy. Mấy chị có mấy cái áo này có vẻ rất xinh, mắt rất đẹp. Chị lấy cho chị một dây mực. Má chị lấy dây mực. Áo sơ mi nam có chị nào thích không? Bộ em mặc nhiêu tiền? Bộ đây, bộ chị mặc 28 không tiền? Bộ em mặc 28. Nhiều màu lắm.
lấy chị hũ bơ đậu phộng xanh. Ok chị Hương Trần. Ờ à, hàng Mixi cần cái gì nhắn lên đi mấy đứa để chị lấy luôn. Áo sơ mi này đẹp này, áo sơ mi nam này đẹp đó. Vậy coi size lớn nhất có bao nhiêu ký bạn được. Size lớn nhất khoảng tầm 75 ký này. Này khoảng 75 ký này. Nó hình họa tiết rất là Thái Lan luôn á chị. Rất là Thái Lan mà nè, nó có cái xẻ bên hông nữa nè. Mặc rất là mát nha, vải này mát dạng vải đuổi mấy chị. Gần gần giống vải đuổi mình á, mấy anh mặn mát luôn, hứa luôn. Nè nó có hai màu, màu trắng với lại màu xanh này. Có hai màu trắng xanh. Có hai màu trắng xanh, chị nào lấy thì nhắn luôn cho em nha. Hai màu trắng xanh, khoảng tầm 75 kg ok. Đó, chị nào lấy cho mấy anh xã thì lấy. Mình đi tiếp thôi. Nè. Này là cái nhiều. Này là gì vậy? Để sô cô la hả? Sô cô la Oreo á, 190. Mắc quá hả? Ừ. Sô cô la Oreo mấy chị. Sô kilo cô la của Oreo. Chị vừa không em? Cái nào? Cái áo này cho nam á chị. Áo này nam. Chị Lê Lê, bộ em bận hả? Bộ em bận thì chị Lê Lê sợ hơi chặt cái quần. Áo thì thoải mái. Áo này mà chị 75kg, 80kg vô luôn. Áo này phải 80kg vô luôn, nhưng cái quần nó hơi nhỏ. Cái quần em đang bận nó sẽ hơi nhỏ. Quần em đang bận phải tầm 65kg đổ lại à, to nữa không vừa đâu. Quần em đang bận là khoảng 65kg thôi. Và nó làm sẽ một bộ. Chị Hương Trần thêm một dây mực. Thêm dây mực nữa rồi. Ok, thôi. Thiệt. Chuyến này là sẽ chuyến cuối em bán cái dây mực đó 50 ngàn. Chuyến sau em sẽ lên giá, tại vì 100 ngàn tại vì tiền nó kêu phải 50, phải 100 ngàn, chứ 50 ngàn là lỗ. Thiệt luôn, em bị lẳng rồi vậy. Nhiều khi em tính giá tầm bậy về em đâu có nhớ giá, em đâu có coi giá lại đâu. Cái nào đã có giá rồi em sẽ không coi giá lại. Mà đi với ưu tiền là nó chửi liền. Cho nên giờ lỡ rồi. Ok. Mực sấy khô, đúng rồi chị, mực bento. Mực bento là dạng mực sấy khô á. Sấy cây, mực sấy tẩm cây nha. Mực sấy tẩm cây. Đó. Quên lao cô gửi hình để cho coi hình thử. À, chị Quốc Dũng một giây nữa. Một giây nữa lấy thêm, không có lấy, đi vòng vòng xuống dưới lấy cũng được. Lấy dao rồi, bán dao. Qua qua, mua, lấy dao cho mấy chị mua dao. Chị Nguyễn Thức một giây mực nữa, chị Thanh Lương hai giây nữa. Hai giây, ba giây nữa đi Duyên ơi. Lấy dao đi Duyên, tiền. Đây là bộ dao thần thánh, bộ dao kiwi thần thánh, chị nào chưa có là nên mua. Mà đã có rồi mà xài 3-4 năm rồi, hư rồi thì cũ rồi thì bây giờ mình mua thêm nha mấy chị. Bộ dao kiwi thần thánh em vẫn tính mấy chị bao nhiêu năm nay 400 ngàn không xuống giá, không lên giá. Vẫn bao nhiêu năm nay vật giá nó có leo thang rồi, coi như là một cái thời điểm, có một thời gian là thép lên giả mang luôn. Em vẫn chưa lên giá bao giờ, vẫn cứ 400 một set. Vẫn cứ bán 400 ngàn một set như thế này, 5 cây. Mà xài xuất sắc luôn. Dao xuất sắc luôn, Dũng Dũng em hứa luôn. Dao này là mấy chị xài, gần như là chị nào xài rồi là cũng mua lại hết á. Vì sau thời gian rồi, cũ rồi, hoặc là nó mọt, nó bị, kiểu như nó cũng lâu thời gian nó phải cùng chứ. Thì là mấy chị mua lại bộ mới, vì xài rất là bén và rất là sắc luôn, rất là thích luôn. Nói chung là khách em là mấy chị mua cái loại này, mấy chị thích lắm, mấy chị rất là thích cái hàng này luôn. Cho nên là những chị nào mà chưa mua bây giờ phải mua. Chị Thị Văn Trần một bộ, chị Quốc Dũng một bộ là hai. Chung là chị nào chưa mua thì nên mua, em hứa luôn, chưa từng có thì phải có, chưa mua thì phải mua. Với lại là đưa chị cái đồ mài dao nữa, giữ nhiệt đi, giữ nhiệt đó. Chị nào lấy hai bộ đó, có hai bộ cái đồ mài dao. Mấy chị có thể mua thêm đồ mài dao cũng được. Cái đồ mài dao này bao nhiêu tiền mấy đứa ơi? Đồ mài dao này bao nhiêu tiền? Đồ mài dao này nữa nè. Chị một bộ dao cho chị Thu Bùi ok. Cái đồ mài dao mấy chị mua dao xong mấy chị xài một thời gian mình sắt nó bị lục á, thì mình mài dao đi là nó sẽ rất ok. Mà bộ mài dao này của Thái cực kỳ tốt luôn. Bộ cái mài dao này 300 ngàn nha mấy chị. Cái mài dao này 300, chị nào lấy comment cho em mài dao 300. Mài dao 300. Chị nào lấy mài dao thì comment. Còn có thiếu mài dao không mấy tí mấy đứa ơi. Chị nào lấy mài dao comment cho em nha, 300 nha. Thiếu ly này nhiêu tiền vậy tiền? 600 nè. Ly giữ nhiệt. Một cái ly giữ nhiệt rất xịn. Một mài dao chị Tâm Nguyễn ok chị. Một cái ly giữ nhiệt hàng xịn nha. Một ly giữ nhiệt hàng xịn. Hàng xịn, hàng của Thái xịn. Cái loại này 600 đang sale mấy chị. 600 còn sale còn 600. Chứ giá gốc của nó 1 triệu lận. Hơn 1 triệu phải không? Lại coi thử phải hơn 1 triệu. Giá gốc của nó hơn 1 triệu. Giá gốc của nó là hơn 1 triệu nha. Còn bây giờ đang sale còn 600 triệu lấy chốt. Chị lấy chốt. Dư ly giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Loại này mấy chị giữ cà phê nè. Giữ uống cà phê uống trà. Trong này là xuất sắc luôn nè. Vì cái này là hàng xịn nha, chứ không phải là ba cái hàng ly giữ nhiệt giỡn cho con nít nó xài mấy trăm ngàn đâu. Không phải loại đó.
chị Tâm Nguyễn thêm một mài dao, với lại là chị Anh Lưu một mài dao, ok. Là thêm một cái nữa thôi tiền. Chị Tâm này chị chốt rồi. Đó, đây ha. Xuất sắc. Cái này chị nào lấy thì comment cho em. Còn 600. 600. 600 thôi. Đó, nó có mấy màu, hình như nó có màu đỏ, nắp đỏ nữa đẹp. Nắp đỏ, nắp đen. Nó có một cái nắp màu đen và cái nắp đỏ, nắp đỏ đẹp. Anh lại lấy mở nắp đỏ lấy cho chị coi. Đang sale mấy chị, cho cái này là giá gốc của nó là hơn 1 triệu luôn. Cái này là hàng xịn, chứ không phải là như mấy cái hàng ly ly dưỡng nhiệt mà cái kiểu mà để cho con nít nó xài đâu. Cái ly này là thành cho mình người lớn, mình xài sang hàng hàng xịn sò luôn nha. Ok, có màu đỏ nè, có nắp đỏ, nắp đen, thì đâu muốn lấy nắp màu gì. Mà dao này ok lắm, vài đường là bén liền, đúng, chính xác luôn. Không gỡ ra được. Ờ, nó gỡ lên phòng. Ờ, không, không, cũng màu đen luôn tiền. Cũng màu đen luôn á, không có đỏ đâu. Vậy lấy hộp, lấy cho chị Hương đi. Ok, chị Hương một cái ly. Đấy. Hàng này hàng xịn chứ phải hàng. Có một bộ dao này nữa. Đây là bộ dao com, bộ này thì xịn hơn bộ kia. Bộ này xịn hơn bộ kiwi thường nha. Bộ này là dao com, bộ dao com này hình như là 700. Bộ dao com này 700 lận nè. Một bộ dao kiwi ok. Lấy này đúng không? Lấy thêm bộ dao, đúng rồi, nó hợp khúc á. Stefan. Thôi chiều chị Khương Mai chỉ dặn chị lấy cái nồi gì cho chị vậy mấy đứa. Bộ dao com 850 mấy chị. Bộ dao com này là 850, em đọc lộn giá nha. Bộ dao com này 850. 850, chị nào lấy comment cho em bộ dao com 850 nha. Đây, bộ này thì xuất sắc hơn bộ kia nhiều. Bộ này là xuất sắc hơn bộ kia rất nhiều. Đó này đây, có chị Anh đã xài cái mài dao rồi đó, trả lời đây mấy chị thấy không? Chị Anh nói là cái mài dao xài rất là xuất sắc, vài đường bén luôn, đúng rồi. Cho nên nó mất tiền nào của đó mấy chị. Để ra đi. Nè, chị nào lấy bộ dao com thì lấy nha. Bộ này còn là xài cũng xuất sắc luôn. Bộ này là xài xuất sắc hơn bộ kia nữa nha. Nhưng bộ này nó hơi mắc, bộ này 850 một bộ. 5 cây. 850 một bộ 5 cây. Nhưng mà thật ra mình nghe cái có 850 mình thấy mắc, chứ thật ra nó tới 5 cây lận mấy chị. Nó tới 5 cây lận, bình thường mình mua một cây da đã bao nhiêu tiền rồi. Đúng không? Chị mình mua một cây da đã bao nhiêu tiền? Không, mấy cái đó không êm đâu. Rẻ nhưng mà nó rẻ. Cái như đó hả? Ừ. Chứ phải mắc tiền nhưng mà vận chuyển cực quá hả? Ừ. Và để lại một bộ da cũng coi bán lại đi. Rồi chị nào lấy mài dao nữa lấy cho em nha, nhắn em nha. Bộ cái dao, cái mài dao đó là xuất sắc có 300 ngàn thôi. Đâu bên đây mẹ? À đúng mày hả? Kệ mấy chị cứ coi đi chứ, ai coi coi thôi. Bán hàng mà mấy đứa đâu không suy nghĩ gì nhiều. Em có phần comment thôi. Thật ra là livestream rất ít người trẻ, rất ít người coi livestream. Chị lấy một cây mài dao ok, chị Hồng Trần một cây mài dao tiền. Duyên lấy thêm một cây mài dao nữa Duyên. Kệ đi, đi đó, mắc gì mai ta coi lại. À 7 người cũng được. Ai mai coi coi thì coi, mai mai coi lại thôi. Để coi cái đục gối em à, có áo ngực mặc áo dài không nguyên size 36, áo ngực áo dài chắc có, để chút xíu qua kia em like cho mấy chị coi nha. Với lại là quần gối chị đều thích không nè, phải vậy, phải đúng rồi. Đây ruột gối này đặt này đang sale mấy chị, ruột gối đang sale nha, sale còn 190 thôi. Cái này sale còn 190, bình thường giá của ruột gối này là 400 nha. Ruột gối này bình thường nó 400, bây giờ đang sale 190, chị nào lấy thì nhắn em. Ruột gối nhỏ như này nè, cái ruột gối hôm bữa bự quá tao nằm không được, lấy tao hai cái nữa, bây giờ tao xài tiếp. Cái này nếu mình hút được chân không, không đâu có này đâu mà hút chân không đâu, cái này đâu, bên đây ít thằng hút chân không quá, nhưng vận chuyển cực quá, nhét nó vô đi về nè. Đó chị nào lấy nữa không, hôm bữa trước cái kia em mua 8 nhiêu tiền triệu, 800 nhiêu triệu gì không. Ừ. Mà nó hơi to, em về em nằm cũng không được, giờ em phải mua cái nhỏ này. Nhưng mà nó cũng êm. Quy cách nhiều hả? Êm nhưng mà nó nhỏ. Êm mà nó cao quá chị nằm không được. 18x28 nha chị ơi. Cái gì 18x28 vậy? Sao nhạt xíu rồi. 18x28 nha. Nói chung là khoảng 40-60 nha mấy chị. Cái này là khoảng 40-60 nha. Dạ loại này loại thường, loại hôm bữa rất là xịn chị hả, bữa rất xịn hơn nhiều.
hàng bữa trước xịn hơn nhiều, nhưng mà hàng bữa trước thì nó hơi cao so với em, thì em vẫn tiếp tục mua thêm cái loại này, nó thấp hơn, em dễ xài, em nuôi em xài thì có 190 thôi, mà cái này rẻ tiền nữa, khỏe, tiết kiệm, mình xài này cũng tiết kiệm, cái này có 190 thôi đó, chị nào lấy nữa nhắn em 190 nha. Bình thường mà nè, Facebook tao cái Facebook fanpage của tao còn vậy mà mới đâu mà suy nghĩ, nhưng mà bên chị tương tác, còn bên mày không ai tương tác thôi. Đó rồi chị lấy nữa nhắn em nha. Mà là tư boss mà, ở mà tư boss có hết quần á, rất là nhiều, muốn mà trẻ cũng chả ai mua được xe thôi, ao để em làm việc cho rồi tôi được mãi. Tạm biệt cây quyên, bye bye. Mấy em Facebook tiền, chị bé bay mấy em bên Facebook tiền nha. Đó, cho tiền làm việc. Tại mấy em không tự tương tác cho nên tiền đã out luôn. Nó không cho chị like nữa. Đó, nhưng mà em vẫn, mấy chị vẫn ở lại nha. Khách Quyên ở lại giùm em nha. Quyên vẫn like tiếp tục nha, Quyên đi tiếp nha. Mấy chị nói Quyên tự nhiên sao nó bye bye cái gì vậy, cái gì rồi mấy chị đi ra luôn, cái là em khóc một vòng xong liền. Bắt tay như một con điên, phải kẹp lên, đàng hoàng. Cái quần áo kìa. Giờ đi qua lấy đồ nam, chị mua đồ nam đó, lạnh 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 chứ. Đây cái này cái gì vậy mày? Cái thùng đó. Đựng chén, ốp chén. Còn thở. Cái gì vậy? Không, cái này mình bỏ đồ vô xong mình lấy cho mình dán lại. Dán cái dán lại thôi. Bỏ vô mình giao đồ gì á, hiểu không? Chứ không phải nhiều quá. Kìa, sale rồi, đang sale á. Ở dưới có giá gấp á. Đó 400 thì được nha, 400 không cho bán đâu nha. Đây mấy chị, với lại đây, cái nồi ấp chén mà chị, nó có một cái nồi ấp chén này, xuất sắc đây luôn. Đây là hồi xưa mấy người trẻ là ấp ấp sữa này. Đây cái nồi ấp chén này mấy chị, các chị đâu thích không? Trời ơi. Đây một cái đồ ấp chén. Đồ ấp chén 400. Nhựa đây là kháng khuẩn á. Nhựa xịn nha mấy chị, nhựa đây là nhựa sạch, đảm bảo vì sao dùng từ sao ta? Không có phải là nhựa tái chế, hàng này là hàng nhựa nguyên chất luôn, không phải hàng nhựa tái chế và nó an toàn cho sức khỏe nha. An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng nha mấy chị. Bình thường là 800, bây giờ đang sale còn 400, chị lấy thì chốt. Đang sale còn 400 nha. Ồ, thì ra cái này nó để trong cái thùng vậy. Cái sao trời. Đang sale còn 400, chị lấy thì nhắn cho em. Cái này nó không phải như hàng Trung Quốc đâu. Này nó không phải như nhựa hàng Trung Quốc nha. Mấy chị đừng so cái hàng này với hàng nhựa Trung Quốc. Mấy chị cứ ưu chị mua hàng Trung Quốc, cái này có 200 ngàn. Mà cái này bây giờ mua đây 400 thì đừng lo, hàng này là hàng Thái nó khác. Này hàng nhựa này xuất sắc luôn nha. Đây đựng được nhiều chén lắm nè, rồi nó có mấy cái sọc sọc để mình cắm đĩa này, cắm một cắm dĩa mấy chị. Đây cái sọc sọc là để cắm dĩa đó, cắm dĩa. Trời ơi, cái này rất là đẹp, rất là gọn, và mình để chén để đồ trong đây nó an toàn, nó sạch sẽ nữa nè, an toàn sạch sẽ nha, để chén để đồ trong đây an toàn sạch sẽ. Chị nào lấy thì nhắn em đó. 400 ngàn một cái đó, con tiền nó kêu là 400, tôi bắt em bán 400 chứ em định bán 390 nó không chịu, điểm bán phải 400. Quyên tìm kệ dép mà nó có từng ô hả? Đợt trước gối nằm sướng lắm Quyên, êm khỏe, đúng rồi. Cái gối đó xịn mà, gối đó tao mắc tiền, gối đó hình như 800 hàng triệu gì lận mà chị Huệ. Gối này rẻ hơn, nhưng mà gối đó nó hơi cao so với em nằm em cứ nằm mới mối phía ngoài à, cho nên vậy em mua cái gối này nó thấp hơn, dễ bận, em tiện hơn, tại vì em không nằm được gối cao, tùy người nha mấy chị. Em nằm được gối cao nhưng mà cái gối đó em dùng để làm gối ôm, trời ơi nó sướng kinh khủng luôn. Sướng kinh khủng. Rồi, cái nồi đây, cái lòng đây chị đâu lấy thì nhắn em nha. Không ai lấy cái lòng. Rồi, thôi qua áo nam nha mấy chị. Giờ em qua em bán áo nam cho mấy chị, mua áo nam cho ông xã này nha. Qua đó. Kệ dép từng ô á hả? Cái đó hình như hàng Trung Quốc. Hàng Thái em thấy ít ạ. Kệ dép từng ô hình như thấy hàng Trung Quốc nhiều chứ hàng Thái đâu thấy cũng ít. Rồi, mấy chị ơi, áo thun này bữa nay có lại nữa nè, mấy chị nào lấy không? Áo thun nam hạ tiết. Áo thun nam hạ tiết, áo này nhiêu tiền mấy đứa ơi? Chị quên giá rồi. Áo thun nam hạ tiết này bao nhiêu tiền mấy đứa nhớ không mấy đứa?
Hàng này là áo này là size tới tầm 75kg ok này mấy chị. Size tới tầm 75kg ok nha. Đây, áo thun nam họa tuyết tầm 75kg ok, mấy chị lấy cho ông xã thì mấy chị nhắn em. Áo thun nam họa tuyết tầm 75kg, chị nào lấy không? 350. Áo này 350. Áo thun nam họa tuyết 350. Size tầm 75kg đổ lại, chị nào lấy nhắn em. Size tầm 75kg nha. Nó đâu gọn không? 75kg. Áo thun họa tiết, áo thun nam hàng họa tiết này chị lấy comment cho em 75kg đổ lại. Này mua dâm xả tầm 75kg đổ lại ok nha. Cổ tròn hả chị? Này bao nhiêu ta? Áo thun cổ tròn này là trơn luôn, áo thun cổ tròn trơn này bao nhiêu tiền mấy đứa coi giá anh chị, bữa trước có bán rồi. Hàng này bữa trước có bán rồi. Đó, áo thun cổ tròn trơn. Mấy chị size đồng cặp đọc size đi, cái này em lấy màu cho chị chứ không có ấy. 250. Áo thun cổ tròn trơn này 250 này chị nào lấy thì nhắn em. 250 chị nào lấy nhắn em, cái này là mấy chị sẽ đọc size, em lấy size cho mấy chị, cái hàng này có size 80 kg luôn á, này bự. Này size 80 kg ok. Đó, chị nào muốn lấy size bao nhiêu em lấy màu cho chị, em vô màu cho chị coi. Đây áo thun cổ tròn cũng nhiều màu lắm á, màu đen rồi này, quá trời màu này đó, quá trời bó đắt màu hả Quyên. Hàng về nhiều thì chia làm mấy đơn hộ chị nha. Ok chị, rồi 65kg phải không chị? 65kg thì lấy 65kg cỡ size L là được rồi. Sao làm cái, ủa cái áo này anh Thắng hỏi, anh Thắng thường anh mặc size mấy chị quên mất ý, L hay XL? Áo thun, áo thun trơn á, áo thun trơn hỏi anh Thắng thường anh lấy, anh mặc size L XL ta, chị quên mất. Áo thun trơn á, mấy đứa hỏi anh chị thử đi, size L XL hỏi anh Thắng thử đi, là này là L hay XL vừa. XL ok, vậy thì có size chồng chị là có màu đen này chị Tâm ơi, màu đen nha. Màu tím nữa nè, màu tím, màu tím. Lấy cho chị một áo tím và một áo vàng lợt 58kg cho nữ. Cái này là hàng cho nam hả chị? Này áo nam, không, những này chắc nữ cũng bận được á. Này chắc nam nữ bận chung được. 58kg đúng không? Chị muốn lấy 58kg đúng không? Rồi, đây 58kg thì lấy cho chị. Kg lấy chị size S là được rồi chị Thanh Lương. Có đen cái rồi. Đây vàng lợt của chị Thanh Lương nha. Rồi, chị Thanh Lương lấy hai cái, một cái tím với một cái vàng lợt, xay 58kg. Đây xay chị Tâm cho ông xã chị, là hiện tại em đang có màu tím là 1 nè. Màu tím là 1. Màu đen là 2. Màu đen là 2, còn màu gì nữa không chưa? Màu đen là 2, chờ xíu để coi còn màu gì nữa lấy luôn. Màu đỏ đô nữa là 3. Màu đỏ đô nữa là 3. Đỏ đô nữa này, áo này nam nữ bận chung được. Đỏ đô nữa là 3 nè.
màu vàng nữa nè mấy chị. Màu vàng này cũng có XL này, 65kg ok này. Ok, màu vàng ok. Form này là nam nữ bận được hết á chị Thanh Lương. Mặc chung được, màu vàng nha chị Thanh, chị Tâm Nguyễn làm là XL, chị Tâm Nguyễn. Màu hồng nữa. Màu hồng nữa nè, chị Tâm, màu hồng nữa là cũng có XL nữa nè. Ok, đã đô đúng không? Trời. Đó, trời, chị muốn lấy màu nào nữa không? Xanh đen có không? Tiếng đó rồi. Có chữ khác em, hàng có chữ đó hả? Cái hàng cổ lãnh tụ này cũng đẹp lắm nè mấy chị. Hàng cổ lãnh tụ này bữa trước em bán cho mấy chị rồi á. Mấy chị mặc rất là đẹp luôn. Cái này cá size cũng đẹp, coi còn size không. Cái hàng cổ lãnh tụ này 75kg rất là ok nè. Cái này 390 luôn. Hàng cổ lãnh tụ này 390 nha mấy chị. Hàng cổ lãnh tụ này 390. Áo vải thun Hải Quyên bao nhiêu tiền một cái? Áo đó 200, áo thun trơn này, áo thun có cổ tròn này là 250 nè chị. Cổ tròn này 250 nè chị, có size lớn nhất là tới cỡ 80kg. Vô lại được chưa mấy chị? Ủa sao vô mấy chị kêu quay rồi ra hết trơn vậy? Duyên coi mấy chị thử coi vô lại được chưa? À, áo lãnh tụ xả nhất còn màu nào Quyên? Đợt trước chị có xám đen rồi. Chị Liễu Trần hả? Ok, để em coi con nữa. Có 3 màu này chị Linh ơi. Chị Linh hay chị Liễu ta? Chị Liễu ơi, có 3 màu. Màu hồng, màu xanh đen với lại màu xám đen. Hôm bữa trước chồng chị lấy màu nào? Đây vậy là chị lấy màu hồng với màu xanh đen đây, đẹp lắm. Áo này mặc em nói thiệt luôn, bữa trước có khách mua rồi, bây giờ dặn em nhờ em mua lại nữa rồi đó mấy chị. Tại vì mặc rất là đẹp, mặc ông xã bận luôn, sang lắm. Rất là đẹp, rất là sang. Quyên đổi lại chị 56kg Quyên ơi hả? 56kg, rồi ok, rồi. Cái đó là em lấy vậy, em lấy size S nhỏ nhất đi. Size S nhỏ nhất là dễ mặc nhất. Rồi, đây, áo sơ mi đẹp. Áo sơ mi nam đẹp giả mang, cái hàng này 78kg ok nha. Size tới 78kg. 78kg ok, cái hàng này là giá mấy chị cho em 540 áo sơ mi siêu đẹp luôn. Quá trời nè, hổng nút nè. Nè, nè. Nha mấy chị. Đợi cái nào. 540, có màu xanh đen nè. Màu xanh riêu nè. Màu đỏ rượu. Cái này là đỏ rượu nha, chứ không phải đỏ đồ đâu, đỏ rượu luôn, đẹp lắm. Và màu xanh dương. Xanh dương. Đó, áo lãnh, áo thun, áo sơ mi này mấy chị nên mua cho em xã bạn. Nè, đợt trước bữa trước sùm chị hỏi sơ mi tay ngắn mà không có luôn. Quá trời mấy chị hỏi sơ mi tay ngắn mà không có, đợt này có đâu nè, sơ mi tay ngắn một túi. Hơi bị đẹp luôn. Hôm bữa trước mấy chị hỏi em quá trời luôn mà em không có tìm ra. Cho nên đợt này em thấy có nè, đẹp nè, chị nào lấy thì chốt.
Trời ơi, có cái áo thun cổ tròn phối này dễ thương quá. Áo lãnh tụ có mấy màu nguyên, dạ ba màu á chị. Ba màu á chị Ngát ơi. Trời ơi, áo thun cổ tròn có phối rất dễ thương, cái này mua trong tháng được nè. Dễ thương lắm mấy chị. Cái này có size tới 80 kg luôn, chị nào lấy thì chốt. Giá là giá là 390, giá 390 áo thun cổ, áo thun phối 80 kg vừa luôn. Có size 80 kg luôn, ok lắm luôn này, dễ thương nhã mang. Chị nào lấy thì chốt cho em nha. Đây, có màu đen này, màu kem và màu xanh đen. Ở dưới nó phối xanh đen này, xanh rêu phối xanh đen. Nha mấy chị. Đó, đẹp không? Áo này đẹp dễ mang. Áo này dễ thương 390 thôi. Áo thun phối mà vải đẹp lắm. Vải đẹp, xịn sò. 80kg, hai cái áo trơn màu đen. 80kg chị Bích Khương Mai, ok. 80kg 2X, tự chị có to lắm không? Đây, chị Ngát ơi, nó có size này, chị Ngát. To lắm không hả? Mỗi lần chị coi thôi 80kg vừa không? Lấy 2X đó, lấy cái 2X nãy lụm rồi. Chị Ngát ơi, cái bộ cổ lên tụ nó có màu hồng nè. Màu hồng dâu, cái này là hồng dâu nha mấy chị. Màu xanh đen và màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột, xám đen á, xám đen. Đẹp lắm. Mở to ra. Chị Bích Khương Mai ơi, ông xã chị 80kg cao nhiêu? Chị Khương Mai, ông xã chị 80kg cao nhiêu? Mi trắng tay dài hả? Giống thì tao thắng em bận hả? Để em coi thử Duyên đi vòng vòng coi thử cá sơ mi trắng tay dài không? Áo thun trắng kìa đó, áo thun tay dài kìa. Coi có màu trắng không? Áo thun tay. À sơ mi Duyên ơi, sơ mi trắng tay dài. Chị Khương Mai, ông xã chị 80kg cao nhiêu? Đó, áo lãnh tụ chị nào lấy nữa nhắn em nha. Lấy màu nào kìa nhắn em. Áo này dễ thương quá mà sao mấy chị không thích hả? Cái này em sẽ lấy cho ông Thắng Em. Thắng Em sẵn sẽ thích. Tại vì nó phối rất là dễ thương, nó có cái túi nữa nè. Phối rất dễ thương mà nó có túi nữa. Đó. Áo này đẹp nè, 390. Áo này 390. Chị thích màu trắng. Chị Thanh Lương, nếu mà chị mua cho con trai chị mua mẫu này đây, chị Thanh Lương trẻ này, trẻ trung, có size cho con trai, cho chị luôn. Mẫu này là rất là trẻ trung luôn, con trai chị bạn ok luôn nè, dễ thương đó. Có cổ nè, cái này con trai chị bạn sẽ rất dễ thương, em nghĩ nó sẽ rất thích luôn. Kiểu này hiện tại các bạn trẻ đang bận rất là được, ok. Quyên lấy cho chị một nồi cơm điện 1.1 triệu màu đỏ đô, chị Thanh Hồng Nguyễn, ok. Tiền quay ngược lại làm gì cái nồi cơm điện tiền. Cho cô màu dâu 76kg. Màu dâu 76kg, dạ rồi, để con vô một pha thử. Thật là buồn cô Hồng Hạnh ơi. Áo màu size 75kg còn 76kg còn có cái này à cô, còn màu xám đen thôi được không cô? Còn xám đen thôi chứ màu dâu hết rồi. Còn xám đen à, màu dâu hết rồi. Áo đó có mấy màu, áo này còn có một màu mấy chị. Áo này có đúng một màu luôn á, này đúng một màu. Chị Thanh Lương, cô màu dâu, nếu cô thích màu dâu cô lấy mẫu này được không cô Ngô Hồng Hạnh? Nếu cô thích màu dâu lấy mẫu này được không? Màu dâu lấy mẫu này đi. Nè. Cổ áo thun cổ polo màu dâu nè. Cái này là giá, cái này áo này là giá 425.000. 425. Đó, màu dâu này được không cô? Cái kìa. Xám đen có size chồng chị không chị Hoa Võ? Xám đen size chị không, chồng chị không vừa. Chồng chị là có mẫu này vừa này chị Hoa. Chồng chị là mẫu này vừa này. Chồng chị mẫu này vừa nè chị Hoa, mẫu này vừa. Duyên lấy cái nồi cơm điện hả chị? Lấy nồi cơm điện 1.1 á, lấy thêm cái nồi cơm điện 1.1 nữa. Đây, áo này là có chị Hoa, chồng Hoa vừa nè, à, màu đen nè, màu da, màu xanh đen. Đó, cái này là áo này chồng chị vừa nè, em mua này, em lấy này ba cái cho chồng em rồi. Tại vì này chồng em sẽ rất thích luôn, xì ta này chồng em thích mặt mát. Ông cũng thích mà mấy cái vải thun này mặt mát á, vải thun hái ông rất thích luôn. Ông đi qua đây là ông xài vào đây là ông mua áo thun dữ lắm. Tại vì ông nói áo thun á, giống như Việt Nam á, hàng thương hiệu này nó cũng có nhưng mà giá rẻ hơn ở bên Thái luôn, nhưng mà điều đó là mặt không có thích, vải mà không thích bằng, mua vải ở bên đây, mua ở bên đây về cái vải thích hơn, vải bên đây xịn hơn luôn. Áo đó đẹp đó, mấy tiền áo này? 390 mấy chị,
áo này 390, áo phối 390, giờ đấy áo thun phối, comment cho em thun phối nha, comment cho em áo thun phối 390 đó. Nói chung mấy cái hàng này là ở Việt Nam là mấy chị mua xanh đen, ok vậy cô Ngô Hạnh lấy cái này xanh đen đúng không? Áo thun phối này xanh đen đúng không cô? Xanh đen cho cô Ngô Hạnh. Thấy cho cô Ngô Hạnh cái áo xanh L nha. Cô Ngô Hạnh là xanh đen xanh L nha mấy đứa ơi. Đó, vậy rồi lấy nữa nhắn cho em nhanh nha. Rồi chị áo này chị Thanh Lương có lấy cho con không? Mới 9:30 hả? Dạ đúng rồi, 58kg M được rồi chị. À, lấy hai áo màu nào chị? 67kg xám đen cổ lãnh tụ với áo thun phối màu đen 67kg. Ok, cổ lãnh tụ 67kg đúng không? Ok, xám đen cổ lãnh tụ 67kg cho chị Điệp Võ Ngọc với lại áo thun phối đen đúng không? Ok, áo xám đen là XL còn thun phối đen là L nha mấy đứa. Dạ ok chị Thanh Lương, lấy chị Thanh Lương cho con chị màu đen. Mười giờ mười một giờ tùy. Dạ đúng rồi, hàng công điện của Thái, hai bịch mì Thái nha Quyên. Chị Kiều Phương Lộ là chị Thái Nguyễn đúng không? À, chị lấy hộp được không? Lấy mì ly được không? Chứ mì gói giờ em không lấy được luôn. Mì gói nó bể quá chị. Mì gói em lấy nó bể tiếc lét hết trơn à. Cho nên em không lấy mì gói được. Có chút bộ dao Quyên. Chị Thùy Linh Trần có. Chị Thùy Linh Trần lấy bộ dao 400 hay là dao 850 á chị lên. Chị lên. Có bộ dao 400 hay 850 chị lên ơi. Áo thun phối đen tốt rồi đúng không? Ok. À, chị Hoa bỏ lấy hai áo màu gì chị? Chị Hoa bảo lấy hai áo phối này màu gì comment cho em lụm cho nè. Chị Hoa bảo lấy hai áo phối màu gì comment giùm em cái. Một cái đây là màu đen nha, màu da với lại màu xanh riêu, đen da với xanh riêu. Chị muốn lấy màu nào comment cho em? À xanh đen chứ, xanh đen nha, cái dưới này là phối xanh đen nè. Bộ 850 đúng không? Ok, lại Duyên là lụm giùm chị bộ dao com com 850 luôn. Duyên nồi cơm điện lấy chưa? Ok. À, cả bộ cô tông mặc thử không Quyên ơi hả? Cả bộ cô tông là mẫu nào chị? Xanh đen, chị Hoa bảo lấy xanh đen với màu nào chị? Xanh đen với màu nào? Xanh đen với màu nào lấy chị? Lấy đi em lấy cho. Vậy lấy hai lóc mili, ok. Rồi chị Hoa bảo lấy xanh đen với màu nào? Hai cái xanh đen màu nào lấy nhắn cho em đi. Nè em lấy cho thắng em. Lấy cho thắng em bận. Thắng em rất thích mấy kiểu này. Quyên lấy hai cái áo thun trơn 250 ngàn màu đen 80kg cao 1m55. Áo thun trơn đó 80kg 1m55 em sợ hơi chặt đó chị Khương Mai. Sợ hơi chặt cho nên em không dám chốt. Xanh đen với đen, ok.
áo trơn, một áo 75kg, một áo 65kg nha Quyên. Dạ rồi, em chốt cho chị rồi, một hai áo đen trơn, một áo 75kg, 65kg rồi. Rồi, ok. Thôi bây giờ mình lại đi tới cái đi tiếp tới. À, đi qua cái chỗ đồ bơi nữ mấy chị ơi, mà có muốn lấy đồ bơi không? Trời ơi, em mua cho chị Trăng một bộ đồ bơi mà chị kêu trời đẹp, bữa sau em đi em gặp em mua chị thêm nữa. Đây. Đây bộ đồ bơi này, hơi bị đẹp luôn. Bộ đồ bơi này bao nhiêu tiền vậy mấy tiền? Mấy đứa, coi em chị bộ đồ bơi này bữa trước mua chị Trăng bao nhiêu tiền để em lấy cho chị Trăng thêm bộ. Chị Trăng bảo em lấy thêm bộ nữa tại đẹp. Mắc lắm. Sao rồi mấy? Có chứ, 900. Bộ đồ bơi này giá 900. Để lấy cái gì có xe lớn rồi ta. Tại vì đây là một bộ đồ bơi che bụng 900 ngàn. Bộ đồ bơi che bụng. Hôm bữa trước là lấy cho chị Trăng size mấy mấy đứa nhớ không? Chị mặc vừa đẹp luôn. Nè, bộ đồ bơi che bụng. Giờ em lấy chị Trăng thêm bộ nữa. Chị kêu chị một bạn ai cũng hỏi hết trơn á. Tại nó đẹp á. Đáng đồng tiền bát gạo. Một bộ đồ bơi xứng đáng đồng tiền. Chốt chị áo phối 78kg xanh riêu với da. Ok chị. Ok, vậy đây em đi ra em lấy lấy gì nữa? Lấy áo phối đó, xài lớn XL ở dưới áo phối hồi nãy á. Áo phối này đúng không? Ờ, một cái đen đó. Một cái dầu da với xanh riêu. Da với xanh riêu là xanh riêu này. Xanh riêu là da. Xanh lớn nhất là XL. Hai cái. Da với xanh riêu. Chị bay hả? Là chị muốn lấy bộ đồ bơi hả? Em muốn lấy bộ đồ bơi em chốt chị ngát là tới 65-67kg chị bạn đẹp lắm. Tại vì nói chung là tại vì nó che bụng. Đây là một bộ đồ bơi che bụng kín đáo mà che bụng. Nói chung là những chị em mình trung niên là mặc rất là đẹp luôn, rất là phù hợp. Lấy chị Trăng được một bộ đây xe máy đấy em biết. Được một bộ xe 2X nè. Hơi bị đẹp luôn. Mặt đẹp lắm, thấy vậy cho mặt đẹp lắm. Rồi đi tới luôn. Rồi đi ra cái chỗ đồ lót có gì là tiền đồ lót không bữa đâu ta. Rồi kìa qua có kìa cái trái cái áo này đẹp quá em, để mặc một bộ vậy để mặc đi tập này hả mấy chị ơi. Có mấy cái bộ để mặc đi tập này đẹp lắm mấy chị, áo này mặc phối với quần như thế này để mặc đi tập này.
nè, áo mình mặc phối với quần cái này đi tập cũng dễ thương đó nè chị. Đi tập này, hàng này mặc mát mà vải này thấp mát lắm luôn á. Áo thì là giá là áo là giá 290, áo giá 290, còn quần bao nhiêu? Quần có giá. Thế nó là một bộ. Áo 290, quần là 200, à 208. Áo 290 còn quần 208. Mấy chị đều thích không? Một bộ luôn. Đã rồi, chốt chị Ngát áo phối rồi, áo phối rồi nha chị Ngát ơi. Đó, cái này mấy chị mua mặc mặc mát lắm nha. Áo là 208, quần là áo là 290, quần là 208. Mặc đi tập rồi mấy chị, mặc đi tập rồi. Hoặc là mấy chị mặc đi biển rồi cũng ok. Này mặc đi biển rồi cũng ok nè. Với lại em có size. Với lại là em có size tới 67 kg. Size tới 67 kg. Size tới 67 kg ok á mấy chị. Đẹp. Có mấy cái hàng này tập này đẹp quá. Hàng áo bạn đi tập này hơi bị đẹp luôn mấy chị. Quá là đẹp luôn. Rồi đi qua chỗ áo vú mấy đứa ơi. À. Phải chỗ nào vú không hay đi qua chỗ qua chỗ dép trước đi, qua chỗ giày dép chút xíu rồi mua mấy giày dép cho mấy chị coi. Coi hôm nay có mẫu gì mới không? Ê, mấy đứa ơi. Ở đây nè. Đôi giày thể thao này nó nhẹ giả mang này mấy chị. Nhẹ như là giống như là nhẹ như là không mang luôn vậy á. Nè. Mấy chị nhìn. Đó. Nè nhẹ như là không mang luôn nè. Màu hồng ruốc rất là dễ thương luôn. Hình như có được mấy đôi á. Không biết còn size gì. Nè giá của nó là hai màu thôi, hồng ruốc với xám nhỉ. 480 vậy rồi lấy nha em. Hồng ruốc với xám biết màu gì còn xám. Thì có xe nam xe nữ luôn. Size cho nam, size cho nữ luôn, giày thể thao. Đấy. Chị nào muốn mua tập thể dục này kia êm nè, em chân. Nam nữ luôn. Thử 38 có không chị đúng không? Để em coi màu gì chị nhé. Chị muốn lấy màu gì? 38 chị muốn lấy màu gì? Màu có hai màu đó, màu xám với màu đen. 40 có, để em lại em coi mà chị muốn lấy màu nào để em coi chị Vân. Chị Vân muốn lấy màu nào? Để em lại em coi cho. Em thấy có hàng trở lại này các chị nào lấy không? Khoảng cao khoảng 3 phân. 3 phân, đôi giày tay nữ đi giá bao nhiêu vậy mấy đứa? Giày tay nữ đó hồi bữa trước báo giá như chị quên rồi. Có hai màu, màu đen với màu nâu, màu đen với màu nâu, hàng giày tay nữ đen với nâu nè, có hai màu, màu đen với màu nâu, hàng giày tay nữ á xài rất đẹp, rất ok luôn, màu xám. Tề Duyên lại coi giùm chị cái đôi dép này mới vừa vô lên á. 40 màu xám không phải đâu đó bên kia.
có hai màu 38 để em coi, với lại coi 38 thì có màu gì vậy chị? Thôi lại đây là chị lụm cho, tao lụm tao chỉ cho tụi bay hết chưa. Hả? Không, cái đôi mình nhẹ hơn á, đôi mình thỉnh luôn á. Đôi nhẹ ơi là nhẹ. Đây, đôi giày tay nữ 395 ngàn rất là đẹp nha. Mang rất đẹp để mang thử cho chị coi, đôi này mang xinh lắm. À đúng rồi, hồng rồi đúng rồi đó. 38 coi có màu hồng với màu xám, có hai màu á. Coi cái đế nha, để ý coi cái đế. Để ý coi cái đế. Coi thử có không? Đó hay có màu gì vô đi coi. Mẫu độn đế nữa này mấy chị. Ô mẫu độn đế này cũng đẹp nè. Mẫu độn đế này là độn đế này anh tính là nhiều 500. Độn đế là 500. Độn đế mà nhẹ xỉn nè mấy chị. Nè. Cao lên nè, nó cao lên 5 phân, nhẹ tưng luôn. Cái đôi hồi nãy là có màu xám nữa nè mấy chị, có màu đen nữa nè. Đôi hồi nãy có đen nữa nè. Em vô mà chị đã qua đến giày rồi hả? Em qua tới giày luôn rồi. 38 còn có màu gì nữa không? 40 có màu gì? Áo thun nam cổ sơ mi in họa tiết có size dưới 60kg không chị? 165 có. Áo thun nam cổ sơ mi có, áo họa tiết đó dưới 60kg có. Lấy size S chị, size S là vừa thôi, đẹp. Ủa? 840 có rồi bà. 840 lấy rồi đúng không? 840 có. Cái đó là gì vậy? 38 hồng. 38 có màu hồng. Chị Ngát ơi, 38 là có màu hồng thôi được không chị Ngát? 38 màu hồng thôi được không? Áo đen nam em đổi lại 70kg giùm chị Đường Nguyên. Dạ rồi ok, tí xíu em còn lại em đổi. Em nhớ ơi, chị Ngát 38 có màu hồng này được không chị? 38 có màu hồng thôi. 38 có màu hồng thôi. 60 có không? Không có. Chị còn màu gì nữa không? Màu đen. Vậy là 40, chị có 41 thôi đúng không? Chị Văn ơi bây giờ có 41 được không? Chứ 40 hết rồi. Chị Văn có 41 chứ không có 40. Dạ, giày có 41 không có 40. Ừ, mấy đôi vậy thôi. Có bao nhiêu màu vậy em? Chị lấy cái có 1 màu à. Lấy 41 cũng được, giờ lấy 41 xám. Không đụng đế là giờ còn có một mỗi màu hồng 38. Màu hồng là có mỗi 38. 38 là còn hồng, có mỗi màu hồng thôi. Hết mấy màu khác rồi chị. Lấy hồng đi, hồng đây hồng rút mà. Hồng rút rút chứ không phải là màu hồng tươi tươi đâu. Chị Ngát yên tâm. Hồng rút rút thôi. Hồng rút rút à. Rồi bỏ vô chị, 81. Đúng một đôi duy nhất không á? Ừ, còn đúng đôi luôn, chị Ngát lấy đôi thể thao. Quên. Đôi này là đôi lộn thể thao độn đế nè, chị là thích không? Thể thao độn đế là 500. Độn đế cao 3 phân. Mang vô thấy cái dáng mình cao lên liền, 3 phân, hơi bị đẹp. Mà mềm lắm, mềm mà siêu nhẹ nha chị. Mềm mà siêu nhẹ luôn, nhẹ xỉn á, nhẹ tưng à. Đôi này nhẹ, nhẹ tưng luôn á. Đang đúng nhẹ tưng. Bao nhiêu size máy đây vậy? 38. Này đúng nghĩa nhẹ tưng luôn. Màu hồng chị không lấy đúng không? Rồi ok, chị lấy cái màu hồng ra, chị không lấy màu hồng. Rồi đây em mang cho mấy chị coi cái đôi này nè. Đôi này là đôi gọi là, em gọi là đôi giày tay. Đôi giày tay cho nữ nè. Đó. Chị nào bữa nay là mấy chị nào làm trong quân đội là hay được mang những đôi kiểu này lắm. Nhưng mà mang rất là êm, những hàng này mang rất là êm, rất là nhẹ. Những hàng này mang rất êm, rất nhẹ. Giày không có dây ở trên có không em? Giày không có dây hả? Rất nhiều không dây, thể thao không dây em thấy nhiều. Ê, con thử vậy thôi, không dây bên kia là kia. Con có màu gì không? Thử gì? Mà nó hạt ô hạt quá. Em mang thử cho chị coi cái đôi này rất dễ thương nè. Đây. Đây, đôi này mang vô đẹp giả mang. Đó, giày. Giày tay nữa cái này mấy chị đi làm á, đẹp lắm luôn mà nó cao lên 3 phân nha. Đó. Nó cao lên 3 phân, mang khỏe lắm nè mấy chị thấy em xỏ vô giày luôn nè. Xỏ vô như đôi giày lười vậy á mấy chị. Đó.
Thấy chưa? 3 phân mang lên đẹp lắm. Mấy đứa quay cái đôi dép cho mấy chị coi. Đấy, chị nào mà hay mang hay chị nào mặc quần thay mặc quần tây đồ á là những cái đôi này mang rất đẹp luôn. Đó. Cái đôi dép này. Đẹp chưa? Những đôi này mang rất đẹp luôn đó mấy chị thấy không? Nó có hai màu nha. Nó có hai màu, màu đen với lại màu nâu em đang mang. Em đang mang là màu nâu. Ôi cha. Với lại là có màu đen nữa nè mấy chị. Màu đen nè, em đang mang màu nâu, nhẹ lắm, êm lắm. Êm nhẹ, không có bị đau chân gì hết á. Thoải mái lắm, mà sở vô xuống lắm. Sở cái rẹt vô, mang khỏe rè. Mang đôi này đẹp lắm. Có ai màu vậy, đôi đây là gọi là gì ta? Cái đôi này bữa trước rất là nhiều chị chốt mà không có hàng này. Sùm chị chốt mà không có, cho nên chị đều lấy comment cho em. Đôi này 395 chị. Đôi này 395. Đôi này 395. Đôi này 395 thôi. Hơi bị đẹp luôn á. Mang bền lắm. Hàng này mấy chị mang thời gian chừng mang chừng nào ngán dục thôi chứ nó không hư đâu. Những hàng này mang chỉ ngán dục chứ không hư được. Nó siêu bền luôn á. Siêu bền luôn. 395. Đâu cái mắt của nó đâu trời. Đây, kiếm ra. Đấy. Màu đen và màu nâu, chị nào muốn lấy màu nào comment cho em. Comment cho em. Giá 7 phân hả chị? Cái loại đó thì không có 7 phân, loại đó khoảng 3 phân thôi. Mấy cái hàng này là hàng công sở đó, chị cỡ 3 phân chứ nó không có hàng 7, nó ít hàng 7 phân. Hàng 7 phân là phải hàng thời trang, còn mấy hàng công sở là thường nó sẽ chỉ 3 phân thôi. 7 phân nó sẽ rất ít. Mà hàng công sở thì nó sẽ chủ yếu là làm sao cho nó êm chân. Có mẫu này 5 phân được không chị Hoa? Cái này lấy 5 phân được không? Chị lấy mẫu này được không? 5 phân. 5 phân được không chị Hoa? Này có màu da, màu hồng. Giá cũng là 395 luôn. Nè, đế nhọn 5 phân. Màu da, màu hồng 395 luôn nè chị Hoa vỏ. Đấy, 5 phân, 7 phân thì không có. 7 phân ít. Màu đen nữa nè, có màu đen nữa nè chị Hoa. Màu đen nữa nè chị Hoa ơi. Được không? Ok chị nâu 37 ok chị. Cái quần hồi chiều mày thử ảo á, làm cho mày tầm sao mà. Nâu 37, 36. Đây, nâu 37 cho chị. Lấy được một đôi nâu 37 cho chị Linh rồi. 36 hay 37 chị? Chị Linh lấy 36 hay 37? Lấy 36 hay 37? Đế bằng mà 7 phân á hả? Đế bằng 7 phân thì mày lấy hàng thời trang rồi. 36 hay 37? Cuối cùng là chốt là 36 hay 37 em lấy cho chị. 36 hay 37? Ừ. 36 không? Chị comment dành chắc lấy 36 đúng không? 36. Cái này là chuẩn size luôn, cho nên là chị không cần phải lấy lệch đâu, lấy chuẩn size. Ok 36. Rồi. Cái này cắt lại đi mấy đứa. Đây cắt lại. Ok đó, đôi giày đôi giày đó chị nào lấy nữa nhắn cho em. 7 phân, ê 7 phân có mẫu này để bằng nè, chị nào thích không? 7 phân cái đôi này để bằng nè. Để bằng. Kiểu này. Giá cũng 395 luôn nha. Để bằng luôn. Nè để bằng này chị Hoa vỏ. Được không? Dép. Dạng dép sụp vô xỏ vô. 395 luôn. Để bằng nè. Mẫu này mới. Có màu, đây là màu này gọi là màu gì trời, màu dưa cải. Cái này là màu dưa cải, cái này là màu vàng luôn. Dưa cải này vàng. Màu dưa cải này, màu vàng này. Mẫu này ok hả chị, vậy chị Hoa vả lấy màu gì? Lấy dưa cải hay màu vàng size mấy? Dưa cải hay màu vàng là lấy size mấy, comment đi em lấy cho. Ba chín lăm dưa cải hay là màu vàng đôi đó vậy á, nhìn nó vậy á chứ mang xinh lắm nha. Để coi ba tám ba sáu em mang thử cho mấy chị coi ha. Này chỉ đứng thôi chứ nó không có đi được, đi là té sập mặt tại vì nó xỏ hai dây vô rồi đó. Thấy không? Đây, đó, thấy xinh không mấy chị? Chưa?
Đây, ngang góc cho mấy chị coi, muốn té ghê. Ngang góc cho mấy chị coi nè, đó, chưa? Ok chưa? Dễ thương. Đây. Ba kỳ rồi em chúc chị 36 chị mang vừa không? Kỳ rồi em chúc chị 36 chị mang vừa không? Chị Hoa Võ. Kỳ rồi vừa em chúc chị 36 chị mang vừa không? 36 lấy đôi này nha. Kiếm dùng áo thun tay dài của nam nha Nguyên hả? Ok, áo thun tay dài nam có đó. Nhiều màu luôn. Lấy 36 ha. Cái đôi này em thấy là chuẩn size 36, 37 đấy chị mang. Này đôi này chuẩn size á. Có đôi thấp quay to không em hả? Thấp cỡ bao nhiêu chị? Đen hai quai thì vậy, đen hai quai thì vậy, đúng không? Vậy lấy 36 đi, vậy đôi này cũng lấy 36 đi, nó gần, nó giống luôn á. Vậy em lấy 36 chị luôn, chị mang vừa luôn đúng không? Vậy lấy 36 luôn. 10 phân hả chị? Chị Linh Huyền lấy đôi 39 đúng không? 39 màu này luôn ha, màu dưa cải này đẹp nè. Đôi dưa cải này đi ha. 10 phân hả chị? Đây, dưa chín, 39 dưa cải luôn nha chị Linh Huyền nha. Đây. Đó, cái đồ này dễ thương lắm. Đồ này mang xinh dễ thương. Kỳ rồi em chốt hả chị? À, 39, vậy chị Linh Huyền lấy 39 mẫu nào? Hay là 39 đen hai quai? Hay là đôi đen hai quai này, đôi đen hai quai còn đôi 39 này. 10 phân hả chị? Để em coi có 10 phân. Đen hai quai này 39 này. Ok. À đi thấp, à đi thấp thấp chờ xíu. Đi thấp. 39. Dép hả? Dép thấp quai to. Để em coi. Hai phân thôi hả? Hai ba phân thôi đúng không? Hàng này được không chị? Này là quai to nè. Cũng quai to này, khoảng 2-3 phân. Đôi này khoảng 2-3 phân được không chị? Có màu da. Xe máy đi. 250 là xe máy vậy? 250 là xe máy bay. 225 là 35. 35 là 67, 25. 250, 225, 240, 245. 39 là 245. 250 là xe 41. Đây, 39 nó có màu đen này được không? 39 này em có đen nè. 39 là cá đen. Dép đế bằng 5 phân, form giống đen hai quai thì 36. Ok, lấy form giống đen hai quai đi ha. Cô Đoàn Khánh Duy mua áo cho cô là áo nào ta? Dép đế bằng 5 phân. Đế bằng 5 phân loại này, đế bằng 5 phân hả? Đế bằng 5 phân. Đế bằng 5 phân thì đế bằng 5 phân mẫu này được không chị? Đế bằng 5 phân mẫu này được không? Này là dép này. Đế bằng 5 phân này. Những đôi này mang cũng êm lắm nè. Mấy đêm đôi này mang sẽ rất êm. Những đôi này là sẽ là những đôi mang rất êm, siêu êm. Đây, cái mấy đôi có quai đẹp vậy. Ý mấy chị, cả mấy đôi có quai này mang rất đẹp nè mấy chị. Mấy đôi có quai này nè, mà nhẹ lắm, đế êm lắm, đế bằng cao su. Đế bằng cao su luôn. Hơi bị êm luôn, cũng 395 luôn nha mấy chị. Đế bằng cao su, hơi bị êm nè. Đó. Cái này đôi này khoảng 5 phân này mấy chị. Đây là 5 phân nha. Có quay hậu, 5 phân quay hậu, chiều lấy comment cho em đu. Hai quay có quay hậu. Có màu, đây là màu da. Màu xanh, xanh xanh này là xanh dạng cổ vịt. Màu da, màu xanh. Màu đen. Da màu xanh màu đen, cái này dễ thương quá ta, để em mang thử. Coi cái xe nhỏ, 37. Mang hơi bị xinh nha, để coi cái xe nhỏ không. Ba chín không vậy ta?
hình như không còn xa nhỏ. Anh ngày xưa còn đó, thời gian không làm sao xóa đi tình yêu. Đây em mang cho mấy chị coi nè. Đây. Hay hoài. Đã mang vô chân xinh không mấy chị? Trời, cái đôi này mang vô chân xinh giả mang. Em nói chị giày thể thao xám 37 nha em. Nhẹ quyên nhẹ lắm. Nhẹ xỉn luôn. Coi thử thể thao xám có 37 không Duyên? Đôi thể thao xám hồi nãy á. À, màu xám là không có 37 rồi. Vậy có màu gì có 37 không? Màu hồng là 37 có đó chị. Nè. Cửa ê, đôi này rất đẹp đó chị nè. Còn có 36 mang, cái này có 36 mang được á, ngon á. Đôi này em không có 36 chứ không là lấy 36 em mang. Coi thử có 36 không mày? Mấy màu khác nữa. Đây nè, đang chỗ đây nè. Coi thử có 36 không? Màu gì? Màu gì cũng được, 36 là được, chị thích. Đôi này đẹp nè. 36 nè. Đó. Đôi này hơi bị đẹp luôn, chị nào thích không? Đây, đôi này đẹp, em thấy có 37 không có 36. 37 em mang hơi rộng. Em mang 36 thôi. Đây đôi này đẹp mà mang êm chân các bạn. Nhẹ, êm luôn. Có 39 thôi. Này, êm mấy chân dễ sợ. 39. Thật là thích. 39 không hả? Ừ. Áp ghê, có 39 không á chị? Muốn mua 36 mà có 39 không vậy? Bị cực, dễ sợ. Cái này cho đóng hàng trước đúng không? Ờ, bỏ nó qua cho đóng hàng trước đi. Về trước mai. Không chưa gì à, ngày mai nhưng mà đóng rồi chứ. Em vô một ngày rồi chờ đóng. Trời. Đen 7 thì có không? Sáng ý em hỏi kiểu nam muốn mua cho chồng là cái kiểu giống giống hạt ngầu hơn, vàng in hình trước sau như áo chị em. À, rồi rồi, áo thun kiểu này đúng không? Rồi rồi, biết rồi, áo thun kiểu này là có. Ngày mai phải có quần em phải độ, em phải ra coi thử có đen không Dương? Cái gì? Coi thử có đen, một đôi đen 37 trước tiên đúng không? Đen. Không, ủa không đen luôn 41 luôn, chị không có đen luôn, sai chị luôn. Màu hồng là đủ size. 36 không có, 36 em muốn lấy đôi cho em mà không có, em đau lòng quá. Màu đen 37 mới có khách chốt đôi đen 37. Đôi em đeo đó, em đôi mang 5 phân. Đen 37 là cái nãy chị mới đôi mang 5 phân. Đôi đen 37 là chị mới mang đó. Ừ thì đó, chị chốt đó. Đấy, đấy. Đen 37. Thật là đau lòng. Em có để em chốt đó chị. Có một đôi mình lấy còn đôi 37 nào nữa. 37 đây. Màu xanh. Ừ, màu xanh. Màu xanh da 38. Cô Nhân Đỗ ơi, cô lấy 37 lấy màu xanh được không? Lấy màu xanh 37 được không cô Nhân Đỗ? Màu đen 37 hết rồi, giờ lấy màu xanh 37 được không? 36 là thua luôn 5 phân. Hai vợ chồng thích mặc mẫu áo thun giống đây hả? À, áo thun đây hả? Rồi ok, vậy để kiếm cho. Nguyên giày đen 38, đen 38 có không Duyên? Đen 38 không có nha. Vậy là có một da 38 rồi đúng không? Đen xinh không Nguyên? Có màu da 38 thôi à. Rồi 37 đen hết trơn, đừng hỏi nữa. Đau lòng. Xinh không? Nên mua. 37 đen không còn nữa, màu đen có một bộ duy nhất thôi. Bây giờ cô Nhân Đỗ có đổ qua 37 màu đen, đổ qua xanh xanh đen không? Áo nam size em chưa? Áo 350 chị. Áo nam size em, áo 350. Dạ, à, em thấy chị cabin nhắn rồi, một cái nồi lẩu nữa đúng không? Ok. Đứa nào giọt chị giờ là một cái nồi lẩu nữa cho chị cabin mấy đứa ơi. Không, có một người gọi tới chốt trước, cho nên là mấy đứa nó chốt ở phía trên, nó nhắn ở phía trên rồi nè cô. Nó nhắn ở trên là chốt một đôi đen 37 rồi, xong rồi mới tới cô, tới chị Anh Lưu hỏi đen có không Quyên, rồi tới chị Nguyễn Huyền nói lấy áo nam size S thun cổ sơ mi họa tiết đó. Lấy cái áo nam họa tiết và size S luôn Duyên ơi. Ok, lấy áo nam họa tiết luôn. Dạ đô chị đế thấp mà. Nãy đô chị là giá đế thấp á, không có giá cao. Đấy, áo thun cổ sơ mi họa tiết 350. Ok rồi rồi, để chị ra lấy. Đó, cho nên bây giờ chị cô Nhân Đỗ với lại chị Quỳnh Như ai chuyển qua màu xanh trước đi chứ không hết luôn rồi đó. 37 giờ còn đôi màu xanh cuối cùng. 37 giờ còn đôi màu xanh cuối cùng nè. Chị cô Nhân Đỗ hoặc là chị Quỳnh Như ai chốt trước, ai chuyển trước là chốt trước. Còn chị Lành ơi, chị lấy màu da 38 được không? Đen hết rồi. Da cũng đẹp lắm trời. Tức quá, mang thử cho chị coi. Cái chân em tức là gì biết không?
chị Hiền Nguyễn cho em xin số điện thoại luôn. Áo họ tiết màu đen, họ tiết á. Nè, màu xanh đen mang cũng thiệt đẹp nè. CS. Nè. Màu xanh đen mang thiệt đẹp đây mà mấy chị chê. Tức á. Màu da cũng đẹp luôn nè, đang thử dùng da cho coi nè. Giờ chân em mang không vừa chứ giờ có màu gì cũng được, em đều lấy. Em mang không vừa luôn á, chứ vừa là màu gì em cũng lấy. Nè, màu da nè. Em mang không vừa cho màu gì em cũng lấy á, tại vì nó nhẹ êm lắm. Có 5 phân thôi. Nhẹ êm ru à, khỏe. Đâu, năm mấy chị mà. Có đôi nào không, có đôi không quay size 38 cao tầm 5-6 phân. Không quay hả? Không quay là sao ta? Rồi, chị Liên Trần chốt đôi da 38 đúng không? Rồi ok, vậy là chị lành không có luôn rồi đó nha, chị lành. Rồi, chị Liên Trần lấy đôi da 38. Chị Quỳnh Như lấy đôi da hả? Da 37 hả? Da 37 hình như cũng có nha. Thật là đau đớn, khai. Rồi, xong ai trả lời gửi rồi biết si hết kìa. Nhiệt quá. Trễ rồi, lấy nó trễ. Gọi đi. Dạ, bà chính. Dồn nữa thôi, còn không chưa? Cái gì? Còn cái nào nữa? Cái nào? Nè. Em không có cho số chị hay cho. Cho đây luôn đi chị. Cho đây luôn, không quay hậu. Ủa Phan Phan. Cái gì không quay hậu vậy? Cái gì không quay hậu vậy mấy đứa? Xanh 37 chị mang được không Nguyên hả? Xanh 37 chắc được, được. Đồ này nó cũng nhỏ, nó cũng rộng rộng á. Thì chị cứ lấy xanh 37 đi. Xanh 37 chắc được á, nó rộng rộng thoải mái á ha. Em lấy cho. Màu da ha. Ờ, em không thấy số chị. Da 37 không có luôn. Hết rồi. Giờ 37 không còn đôi nào nha. Xin thông báo các chị em của chúng của em thương yêu. Không còn nữa, bây giờ chỉ còn có 39 thôi. Chị nào 39 ra nhanh tay phốt luôn cho để hết nữa bây giờ. Ê, đôi này có lại rồi nè. Mấy chị, đôi thổ cẩm hôm bữa trước có lại rồi nè mấy chị. Đôi thổ cẩm hôm bữa trước có lại rồi nè. Chị đâu lấy không? Đôi thổ cẩm này cũng 395, chị đâu lấy không? Chị Thu Bùi nói không có quay hậu. Ừ. À, không quay hậu, ba size 38 cao tầm 5-6 phân. À. Chị Hiền Nguyễn. Không quay hậu. 38 tầm 5-6 phân, lấy thổ này được không? Đây được không chị Thu Bùi? Không quay hậu nè, đôi này khoảng tầm 5-6 phân cũng ok nè. Đôi này rất đẹp mà. Mang nhẹ êm 395 luôn, hơi bị đẹp. Đấy không? Nó chạy xuống nước rồi chạy xuống lấy hàng đi. Cái gì? Hai lấy hàng trong danh sách đây, ghi tiền. Đi xuống lấy đi. Đây. Không, ba 37 chị Như Quỳnh Như cũng có. Em sợ có số đây nó ẩn nên em cho số mẹo tí để nó không ẩn. Chị thấy số à ok, chị cứ comment giùm em 3 số 4 số cái nhảy lên, 3 số 4 số nhảy lên, 3 số 4 số nhảy lên là nó sẽ không có bị ẩn. Đó. Ha. Rồi, đâu đây được không? Chị Thu Bùi 38 nè. Còn 38. Giận ghê. Ý, có đôi này cao nè, đôi này hồi nãy chị nào hỏi em 10 phân ha. Cái đôi này khoảng 8 phân này, chị Anh Lưu đôi này khoảng 8 phân được không? Không thấy luôn hả? Không, đế này không trơn, đế này đi ok lắm. Đôi này khoảng cần 8-9 phân nè, chị Anh Lưu đâu ta? À, chị Chi Thư đâu ta? Chị Chi Thư ơi, chị còn đó không ta? Hay là chị đã out rồi? Có đôi này nè, chị Chi Thư. À đúng rồi, chị đó, chị Hiền cứ comment 4 số 3 số là vậy là nó sẽ nhảy lên. Chị Chi Thư, đôi này khoảng 10 phân nè, 9 phân gần, khoảng tầm 9 phân, đôi này khoảng tầm 9 phân này, chị Chi Thư xe máy vậy? Hơi bị đẹp luôn, cũng 395. Đôi này hơi bị đẹp đó, mang thử cho chị coi luôn. Đây mấy cái đôi này mà không chốt rồi. Uống. Mình sẽ lấy đôi này mình mang luôn. Ba mươi sáu hả? Chị Chi Thư 36 rồi, để em coi. Còn 36 không? Trời ơi, còn 39 không mà má ơi, đau lòng dễ sợ. Trời ơi. Mà nó kiểu nó đẹp mà còn hai đôi 36 mà ghê, chứ mới tức chưa.
Nãy giờ cao có mình thằng đó không có thằng nào mà cái đôi này cao mà lại đẹp chứ không phải là cao mà xấu. Cao mà đẹp mà còn 39 mới tức chứ. Chị nào mà giờ lấy cái này là đẹp lắm rồi. Chị nào mà giờ đôi nào, chị nào mà size mà cao một chút xíu, chân 39 mang đôi này rất đẹp nha. Đó, cao nha, đi cao được nha, tầm 9 phân 10 phân này. Đó, chị nào đi cao được mà size 39 nha. Giờ hết size nhỏ rồi. Size 36 cho chị Anh đưa, chị Chi Thư không có rồi, em buồn nãy giờ đây. Mà sao đẹp quá đây. Quá đẹp này, hai đôi 39. Chị nào mà 39 là lấy đôi này quá đẹp luôn. Hai đôi 39 với lại là cái đôi dép thổ cẩm này có hàng, có đôi 37 lại đâu này, chị đâu lấy không? Đó. Cái đồ thổ cẩm này này mang vô nó trắng cái chân dễ sợ này. Mang rất xinh luôn này. Có chị nào lấy không? Còn được 2 đôi 37 mà mang êm lắm, em sẽ lấy đồ này em mang. Giờ không có chị nào giành được với em đâu. Bữa trước có chị giành với em rồi. Em lấy về xong cuối cùng mấy chị em phải nhường cho mấy chị. Còn một đôi 37 nha. 2 đôi 37 cho nên sẽ còn được một đôi 37 và một đôi 40. Có 2 đôi 37 nên sẽ có một đôi 37 em mang trong chân này. Đó. Một đôi 37 mang trong chân này. Với một đôi 37, một đôi 40. Hai đôi 37, một đôi 37, một đôi 40 này. Đôi dép thổ cẩm. Chị lấy đôi thổ cẩm comment cho em. 395 nha. Thổ cẩm 39 có một hồng, có 39 có 40 mới tức cho chị. Thổ cẩm 40. Size 40 mẫu nào chị Dung Nguyễn? Thổ cẩm có 40 nè. Tức á, thổ cẩm 40 chứ không có 39. Còn chân em mang đôi này 37. Đây 37 em mang vừa luôn. Rồi em sẽ mang một đôi, em sẽ lầm một đôi 37 cho em. Cho bản thân em. Đợt này không ai dành với em được đâu. Rồi này sẽ không ai giành được đôi thổ cẩm với em đâu. Em đã lụm rồi. Đôi thổ cẩm có mẫu nữa không chị? Size 37, 36 không có, có 37. Còn đúng một đôi 37. Lấy cho chị Linh Huyền đôi 40 đúng không? Ok, hơi rộng xíu à, không có rộng lắm đâu. Rồi, ô bốn. Đôi nguyên cầm size lớn không? Hết rồi chị ơi. Đây. Còn một đôi 37 nè. Đôi thực ra chân em, như chân em là mang 36, chân em là chân 36 rưỡi. Thì em mang 37 đôi này vừa luôn á. Em mang đôi này 37 vừa luôn. Đó, còn một đôi 37 cuối cùng hết luôn rồi. Không còn nữa đâu nha quý vị. Chị Dung ơi, 40 chị có thể lấy mẫu này cũng đẹp nè. Thổ cẩm không còn, có đúng một mẫu đó mà hôm bữa trước giờ em thích, em mê cái mẫu đó. May hôm nay em qua em thấy em lụm được một đôi chứ không em tức em xỉu luôn. 40 chị Dung Nguyễn lấy đôi này được không? Nó cũng là dạng đó luôn, nó cũng thấp thấp vậy là cũng 395 luôn. 40 chị Dung lấy này đi. Chị Dung Nguyễn có muốn lấy 40 lấy đôi này đi. 395 đôi này. Có màu đen. Màu trắng. Có màu đen màu trắng nè, 40. Size 40 thấp dưới đất nha, thấp thấp tẹt luôn. Đôi màu dưa cải có size lớn không Nguyên? Đôi dưa cải để em coi. Lấy 37 đại không? Ok, rồi. Nó không có to lắm, thật ra nó không to lắm đâu. Ok, lấy luôn nghe là được, 2 đôi 37. Là Nguyên đôi với lại chị Hiền đôi. Chứ hết rồi. Hết rồi. Dư cải xanh lớn không coi. 39. 37. Đôi màu dư cải có size lớn nhất là 39 thôi nè chị Dung ơi. Đôi màu dưa cải có lớn nhất là 39 à, không có 40. 39 không có 40. Màu dưa cải, cái đôi 39 không có 40. Cái đôi thổ cẩm đó là câu em đã mê từ bữa giờ. Em mê từ bữa giờ mới có. Bữa nay nó lòi ra, trời ơi. Mừng dễ sợ. Dễ gì đụng được cái thứ mình thích. Đúng không mấy chị? Cuộc đời này là người mình thích còn chưa chắc mình đã lấy được. Người mình thích thì khó lấy, cho nên là những thứ mà mình thích thì mình cứ nên mua đi. Trong khả năng mình thì mình hãy mua, đúng không? Khoái mang giày dép thổ cẩm đúng không? Em nói chung là em là cái gu của em, nhìn em như vậy nha, nhìn em modern rồi, nhìn em nghĩ là chắc em bụi đời lắm. Nhưng em lại thích những cái thứ gì đó nó thuộc về gọi là hơi cổ điển một chút. Mấy chị thấy em kỳ kỳ quái không? Cho nên là em cũng có những cái đó hơi kỳ kỳ kiểu vậy. Em mẫu vậy đó. Mẫu người em nó hơi kỳ kỳ. Đó. Cái đôi này cũng dễ thương lắm nè. Đây cũng là một đôi rất dễ thương này mà điều cái này không có xa, không biết có xa. Đây là cũng một đôi rất dễ thương. Mang hai quai dùng rất là dễ thương. Thấp thấp em mang thử cho mấy chị coi nha. Mã này hình như còn có được hai đôi. Cái này còn đúng được hai đôi, một đôi 37 và một đôi
mấy đây? 40. Mẫu này còn đúng được đôi 37 và đôi 40 màu đen, màu trắng. Màu đen là còn, màu đen là còn được một đôi 36. Màu đen là còn được một đôi 36. Màu đen là còn một đôi 36. Một đôi 40. Và một đôi 39. Màu đen này cũng đẹp này, mang thử cho chị coi nha. Mẫu này cũng đẹp này. Mẫu đây, mang thử với chị coi, hơi bị đẹp luôn á. Cũng dễ thương này. Đôi đen tuyền em nó cũng có. Đây. Đây. Đó. Đôi thổ cẩm 40 là chị Linh Huyền chị chốt mất tiêu rồi chị Dung. Nè, đôi này dễ thương nè mấy chị. 390 luôn, 395 luôn. Đôi này rất dễ thương, các chị đâu thích không? Nhà em toàn đồ thổ cẩm Thái thôi vì hàng nó đẹp, ok, dễ thương. Có đôi quai hậu cao gót size 35 không quyên. Quai hậu ba quai cao gót là thua rồi. Nãy giờ em thấy có đôi quai hậu đó mà có size lớn tà bá luôn chị. Cao gót, cái đó là cá đâu cao đây. Nè, đôi này chị đâu thích chốt nè, hơi bị dễ thương nha. Đó. Đẹp chưa? Mang vô chân xinh không? Đấy, 30 395 luôn. Dễ thương lắm. Đó. Mang êm lắm nha, hàng này mang siêu êm luôn. Mang êm mà nhẹ mà không có bị, không bị đau chân gì hết, đi bộ thoải mái luôn. Mấy trong hàng Thái này được cái là đi bộ là thoải mái, xuất sắc luôn, hứa với mấy chị luôn. Đã đời trời đất luôn. Chị đâu thích không? Chị thích lấy cho em nha. Dép nam hả chị? Dép nam size mấy? Dép nam hiện tại em đang ở nhà còn một số dép nam rất là ok. Giá có 200 mấy, để cái gì nếu mà chị Hiền thích đó chút nữa các bạn Zalo. Tụi em các bạn Zalo với chị rồi xong rồi cái là chị nhắn em gửi cho chị. Cái đôi này thấp à chị Dung ơi, Út Dung, đôi này thấp, con này có 2 phân thôi. Đôi này 2 phân này, dễ thương. Ôi trời. Cắm cái đầu xuống đất muốn trốn lận tiền đình mấy chị. Nó muốn tiền đình luôn á, thấy giỡn không? Cúi cái đầu á. Rồi. Chị lấy nhắn cho em hai màu. Màu đen và màu trắng. Trời, nó đuổi đó. Đen và màu trắng, chị Út Dung muốn lấy màu nào? Có hai màu. Nhưng mà chị Út Dung sai mấy nữa. Quan trọng là sai mấy nữa chứ, tại vì cái này nó còn có mấy sai à. Còn mấy bộ mẹ còn mấy sai. Đôi nào mấy phân? Đôi đó, đôi hai quai này hả chị? Đôi hai quai Chanel này hả? 36 còn màu đen. 36 có màu đen thôi nè chị Út Dung. 36 lấy màu đen đi chứ màu trắng là 37. Đôi này có hai phân thôi. Có hai phân thoải mái. 36 đen chị Út Dung ok, còn có đôi thôi. Đó. Nói chung là cái chỗ dép em rất mê. Lần mà em qua em cũng đu vô đây hết. Tại vì mang dép dép xịn xịn. Mang êm không vậy, không có hàng tào lao. 3... Ok vậy thôi em tạm chia tay đoạn này, em đi chỗ khác nha. Nha mấy chị em ở đây nữa nha. Em đi đây. Size 39 mà ông đi chắc cao su hay sao á, mang mua hay mua trong ai đó. Hàng nó cao su thôi, có hàng êm á. Để chút rồi mấy đứa nó gửi cho chị, đem về chung cái đồ để chị đi chơi rồi. Ok, để em cố gắng tổng hợp hàng chút chung em lấy về nghe. 39 thì để mấy đứa. Có gì chút đứa nó sẽ gọi là nó gửi chị thôi, còn mẫu nào còn 39 nó gửi cho chị nha. Cái hàng si đánh giày nữa này mấy chị. Cái si đánh giày này nữa này. 100 ngàn một chai. Si đánh giày. Đánh bóng nhanh chọi trống luôn, nó ghi rồi. Hàng này hàng si đánh giày. Giá có màu đen với lại màu nâu. Đen với nâu. Đen với nâu một có 100 ngàn. 100 ngàn chị đâu lấy. Nhắn em. Si đánh giày. Đúng chị mang êm lắm mà. Ông đàn ông và tụi trai gái chuộng và hay đi ngoài đường. Đúng rồi mấy cái nó mang êm lắm. Đây chị nào lấy si đánh giày comment cho em nha. 100 ngàn.
trăm ngàn thôi, 500 ngàn hộp, màu trắng, màu đen, màu đen và màu đen và nâu, đen và nâu, ok. Điều lấy nhé em. Suy đánh giày màu màu đen, dép có quai, có size 38 không, màu đen 38 để em coi thử. Màu đen còn 39 thôi à chị. Màu đen còn có 39 là chị ngát rồi. Hết bao, hết 38. À. Ok, ok. Rồi, đuổi rồi mấy chị ơi. Đã đuổi, giờ mới xuống đây. Màu đen dép có quai size 38. Thôi bây giờ em đi xuống không? Giờ em đi xuống đây, em mò xuống dưới đây. Mấy chị có lấy cái gì nữa em lấy thêm. Rồi bữa sau mình lại đi live tiếp nha. Tại EBC đây là phải đi 2 ngày mới hết, đi 1 ngày không hết được. Bật cửa ghê quá. Nó đang thông báo hết giờ mua hàng. Đúng rồi, đuổi rồi chị ơi. Thôi. Hết giờ mua hàng, mời quý khách đi về giùm. Làm ơn đi ra tính tiền và đi về giùm, đặc biệt là mấy con buôn Việt Nam. Kiểu đó câu ấy xì chạc. Câu là câu em dịch. Thiệt. Làm ơn đi về. Đặc biệt mấy bà con buôn đề nghị đi về nhanh chóng, để tụi tôi đóng cửa. Chớ mấy bà quá lâu. Mấy bà đóng hàng cũng nhây nữa. Lo là nó sẽ nói như vậy mấy chị. Buồn lắm chứ. Buồn lắm đó đa. Nhưng mà thôi không có sao. Buồn cái gì. Nhiều quá. Em có nút ruồi trên bàn. Em có nút ruồi trên mu bàn tay không? Đúng rồi, em có một nút ruồi trên mu bàn tay. Nè. Em một nút ruồi trên bàn tay lâu rồi mà. Nhiều nay là nút ruồi. Đây là nút ruồi trên mu bàn tay. Chuyển ra Quảng Bình khoảng bao lâu em? À, bây giờ hàng này là chưa có về liền đó nha. Được đó chị Linh. Hàng này em chưa về liền được. Hàng này là phải mấy chị phải cho em vào tới Việt Nam phải một tuần nữa rồi em mới giao ra Quảng Bình cho chị, thì chắc khoảng 2-3 ngày sau, khoảng một tuần thì khoảng 10 ngày nữa, 10 ngày là em về tới. Kêu mình ra tính tiền luôn. Mấy chị ơi, các chị nào thích mua sữa Nestle không? Chị Nhung ơi, cái ngón tay trên bàn mua bàn tay có nút ruồi, mai mốt có dầu không chị Nhung? Chỉ cho em để em biết nè. Thiệt luôn á. Em có cái nút ruồi trên mua bàn tay nè. Em biết nút ruồi lắm, người em biết nút ruồi lắm mấy chị. Người em là có 2-3 nút ruồi à. Ít lắm. Em có một cái trên ngực, một cái trên ngực, một cái nút ruồi trên ngực, mọi người, một nút ruồi son. Một cái trên vai. Một cái nút ruồi đen ở trên vai, với lại một nút ruồi ở trên mua bàn tay, và một nút ruồi trên môi. Mà có nút ruồi trên môi đã hết rồi đó, trên người em có nhiều nút ruồi đó hết trơn. Mẹ em để em hay lắm, có vài nút ruồi vậy thôi mà không biết tốt xấu. À, lúc chị kia hỏi cổ trụ màu hồng mà hết cái chị dơ tay trái luôn, đúng rồi em tay trái luôn nè chị, dơ cái hồng khác lên, hỏi chị ấy có lấy đỡ được không, mẫu đó còn màu khác không. Mẫu mà lấy đỡ đó có màu khác luôn á chị, như một ngày mai nha chị Hiền. Cái đó hình như nó có màu hồng dâu đó, màu xanh đen, màu xám, cái màu xanh đen có xám nữa. Tại vì giờ em đi xuống hồ nắp cho đi lên lại hết giờ rồi. Với lại là cái gì ta, sữa này 2 túi, 2
sữa này có, sữa này hiện tại nó đang có chương trình là mua hai lốc là nó tặng, mua hai lốc là nó sẽ tặng một cái túi như thế này, mua hai lốc là sẽ tặng cái túi. Sữa nách ly này bao nhiêu tiền hả mấy đứa, bao nhiêu tiền lốc? Mua hai lốc là tặng cái túi, dễ thương lắm nè. Đó, các chị nào muốn mua hai lốc không tặng túi nha. Nặng giả mang, nặng lắm mấy chị, thiệt. Sữa ly 325, tụi chị thấy em luôn vui tươi. Dạ, thì em hy vọng là em sẽ luôn vui tươi như vậy, lúc nào em cũng vui hết á mấy chị. Nhiều sự việc, nhiều chuyện xảy ra lắm mà em cũng thích vui vậy, chứ buồn làm cái gì đâu. 325 ngàn, sữa nách ly 325 ngàn. Đi ra bị đuổi rầu, lo đi ra cho rầu. Rồi là Bixi này làm phải đi 2 ngày mới hết, bữa sau em đi tiếp nha. Quên, mì ly đi lấy mì ly. Hồi nãy có một chị dặn em hai, chị anh Lưu dặn em một thùng rồi. Thì anh Lưu dặn em một thùng mì ly, với lại là gì nữa dặn em mì ly nữa ta. Hai lốc. Ở nhà còn bao nhiêu lốc mì ly mấy đứa? Ở nhà còn mấy lốc mì ly để chị lấy thêm thôi, lấy thêm cho chị anh Lưu cho đủ thôi. Mì ly nằm đâu ta? Chết mẹ, phải lấy cho để bữa sau là không kịp. Kiss me. Mày lấy đâu ta? Tao biết chứ. Đây hả? Để chạy đi lấy mì ly hả? Mì ly nằm đâu ta? Hết mì ly hả? Để làm sao ta? Khách cái chị anh Lưu chỉ lấy một thùng lận. Mai nó có chuyến đi chưa 21? Thứ hai hả? Khi nào chuyển chị lấy hình nóc mặt đúng không? Chị lấy luôn ơi chị. Chị lấy luôn đi chị Linh Huyền, em giao chị mặt nạ, em đâu tính tiền ship đâu. Lấy trước mặt nạ đi, về xài trước đi. Ba chai dầu gừng có, ok có dầu gừng. Chị anh Lưu lấy một thùng, bây giờ hết điện tại ở đây không còn luôn, hết vì ly luôn rồi. Chị để em qua đi lấy thêm. Của mình là 4 xe. Của mình đang là 4 xe đó chị. Đây hàng của chúng ta là 4 xe đây. Có một sự là 4 xe không hề nhẹ. Đấy. Thôi bây giờ tính tiền. Giờ đang tính tiền mấy chị, mình giờ mình sẽ em không có like đồ gì nữa, giờ là chỉ 8 chuyện thôi. 8 chuyện cho vui thôi chứ giờ hết like cái gì nữa rồi. Chị đâu có lấy gì nữa, dặn luôn đi, em lấy luôn. Bơ đậu phộng đồ nãy có lấy được cho mấy chị không tiền? Bơ đậu phộng chưa lấy được nha mấy đứa, ghi lại nha. Bơ đậu phộng màu xanh chưa lấy được nha. Chưa lấy được, ghi lại. Tại vì mấy chị buổi sáng bận quá không có thời gian, chứ em like buổi sáng á, đi sướng á. Đi buổi sáng bán không có ai hết trơn á, mà lấy đồ hàng thoải mái luôn. Còn đi ban đêm này á, là thường là số nó lấy hàng là nguyên một ngày nó không có phiêu đâu, tới tối nó mới phiêu. Ê Linh, tính tiền cho công viên hay tiền? Để nó tách bill rồi chứ. Sao vậy? Sao giờ không tách bill nữa hả? Không cần hả? Không, nhưng mà cứ tách đi để quẹt thẻ cho lỡ sợ không đủ á. Hả? Không ai là không cho mà mấy con lỗ không đủ sao? Tách làm đôi đi chắc. Tại vì mấy cái này mất tiền. Mấy cái này mất tiền á. Chứ không đủ tiền nữa. Hết luôn rồi đó. Mới là mất mặt luôn vậy.
Để lên đây, để lên đây. Cái này thôi đâu sao. Đây, đây chị. Em đi nhiều có mệt không? Dạ, cũng mệt. Thật ra là cứ mấy chị tưởng tượng là em cứ về tới khách sạn là gần như em không còn sức. Bỏ vô đây. Nói chung gần như em cứ đi về tới khách sạn là gần như em không còn một chút sức lực nào, em đứng hết nổi vậy. Em về tới khách sạn là em chỉ nằm thôi, em ngồi không nổi. Nhưng mà lúc mà em đi em like thế này là mấy chị sẽ thấy em rất là vui vẻ, em rất là thoải, vui, rất là đủ năng lượng. Thực chất là rất là mệt. Nhưng mà cũng không sao, vẫn là cảm thấy là mình ok, mình cũng sẽ chịu được, kiểu vậy. Từ từ khoan khoan đóng rồi đó, để ấy ra hết rồi. Ok. Bỏ đồ lên đi Diêm. Người ta nói có nốt ruồi son giàu sướng mà người, em đầy ruồi son không có ruồi đen mà em thấy cũng không phải làm chết cha mới giàu, đúng rồi, ai mà ai đâu mà tự nhiên mà giàu được, đúng không chị? Phải làm ăn hết, kiếm tiền hết, không có ai mà nói chung làm gì cũng phải có năng lượng hết á. Dạ đúng rồi, chúng là vừa phục vụ với chị vừa em cũng kiếm tiền nữa với chị, đúng không? Làm gì cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, mọi sự cố gắng của chúng ta sẽ đều được đền đáp xứng đáng. Đây hàng của mấy chị đây đang lên trên truyền tính tiền đây, rất nhiều, tới mình của mình tới 3-4 xe lận, mà hàng hôm nay tương đối sẽ nhiều. Hàng này sẽ tương đối nhiều, nhiều ạ. Nhiều là phải tính tiền. Cho nên là chị nào mà nếu như mà được có tiền, có tài khoản, có thể chuyển khoản cho em trước là rất cảm ơn mấy chị. Chiều có mua áo cổ tay có nhúng vào quần nhung cho chị không quên. Chị Chanh lấy quần nhung màu gì? Tại vì chị em hỏi mà không thấy chị Chanh trả lời cho em quần nhung màu gì. Áo có cổ tay có nhúng chị mua màu gì? Comment cho em vẫn còn ở đây, em vẫn sẽ còn lấy được, yên tâm. Nhắn giùm em cái màu nha. Tại vì mỗi lần mà em mua ba cái nồi cơm điện rồi đây là nhiều tiền lắm, là nhiều khi là em sẽ bị hết tiền. Thì nếu như mà chị nào mà dự như mua những cái hàng này mà nếu có được có thể chuyển khoản trước cho em thì cảm ơn mấy chị rất nhiều. Chuyển khoản trước hàng và em giao liền. Sẽ những chị nào mà chuyển khoản trước cho em này em sẽ ưu tiên hàng và em sẽ giao liền luôn. Hàng và em sẽ giao liền cho mấy chị. Hàng và là em giao liền. Còn những chị nào mà dụ như mà có tài khoản đồ có thể chuyển giùm em thì chuyển giúp giùm em nhiều tiền. Chị mua mấy chị phỏng phỏng, dù mấy chị mua 2 triệu, 3 triệu thì mấy chị chuyển trước giùm em khoảng 1 triệu rưỡi, 2 triệu rồi vậy cũng được. Để mà em có thêm tiền để em lấy hàng. Đó là nói thiệt. Rồi về là em giao hàng cho mấy chị liền luôn, khỏi lo. Mà mấy cái này nó hơi tương đối là cũng nhiều tiền. Đó. Lấy một bữa vậy là coi như là muốn hết tiền rồi. Tại vì mấy bữa nay em lấy hàng cũng tương đối nhiều rồi mấy chị. Mấy này lấy hàng cũng tương đối nhiều. Cũng đã hơn lấy hàng tới giờ là cũng hơn 200, 200 mấy, gần 300 rồi đó. Đó, bên đây là thằng em nó đang đóng vô, sẽ dán thùng. Dán thùng, xong bắt đầu là giao về. Chị bỏ mấy cái nhỏ thôi ha, còn mấy cái thùng đây là đem xuống dưới chắc thân xe thôi. Quần nhung có màu đen với màu da không quen, hình như không. Màu đen hình như bữa đó hình như nó không có, hình như bữa đó màu đen không có, màu da có không ta? Quần nhung màu da, để em coi thử có màu da không nha. Để em nhớ thử màu đen với màu da đúng không? Chị muốn là màu đen hay màu da cứ comment cho em đi, em đi coi em lấy em có, em thấy em lấy cho. Bữa đó em like màu gì em cũng quên rồi. Like màu gì em quên luôn, em không nhớ luôn á chị. Trời ơi, chân mày không cạo luôn em ơi. Ê, cái đứa nào đem cái dao cạo chân mày không bay? Có rồi, để em cạo ở chân mày coi. Thích quần rêu, riêng ống rộng, cặp cao, hẳn cô của Thái hả? Ok.
À, anh ăn mì ly ghiền rồi em hả? Hôm nay còn xem em và kêu chị đặt một thùng mì là anh đặt đó nguyên hả? Trời ơi, quá đã. Em gửi số tài khoản chị cho, chuyển khoản cho em á. Dạ rồi, cảm ơn chị yêu. Rồi mấy đứa chuyện nhắn số tài khoản lên đây cho mấy chị nào có thể chuyển khoản giúp cho chị thì chuyển giùm cho chị nè. Em tính lát vào Zalo xin chị cái tài khoản chị chuyển cọc, yên tâm vì em là khách mới. Không sao chị Nguyễn Hiền, trời ơi mấy chị khỏi lo, em không lo khách mới khách cũ gì hết á. Em nói thiệt với mấy chị á, em bán hàng á, tâm em cái suy nghĩ của em rất là đơn giản. Nhiều chị rất là nhiều shop là nó sợ bị bom đồ này kia nhiều, còn thật ra em đơn giản lắm. Thật ra là em bị bom thường xuyên nhưng mà cái đó là ít lắm. Và em suy nghĩ của em, nhiều người nói, nhiều người kêu em là cái suy nghĩ đơn giản, nhưng mà nói thiệt em đơn giản vậy á. Chị lấy hai màu đúng không? Rồi kìa, để em kiếm cái hai màu em lấy chị. Còn áo chị lấy màu gì comment cho em. Em suy nghĩ rất là đơn giản, đó là thật ra trên đời này người tốt rất nhiều. À, muốn chốt đôi thể thao đế độ 38 màu đen. Ok, để ngày mai em hoành lại em coi. Ghi lại cho chị lành đi. À, em là suy nghĩ, em con người em suy nghĩ đơn giản. Ở chỗ là Nguyên có một cái suy nghĩ là đời này người xấu ít lắm, người tốt rất nhiều. Người xấu thì rất ít mà người tốt thì rất nhiều. Cho nên là đừng có quá lo sợ, đừng quá lo sợ. Nếu mà mình cứ mãi lo sợ thì mình sẽ khổ lắm. Lấy thẻ chưa? Rồi cứ bấm. Mình cứ lo sợ thì mình sẽ rất là mệt. Cho nên là em cứ đơn giản vậy đó. Rồi em không có sợ mấy chị khách mới rồi gì đâu. Mấy chị khỏi lo. Khách dễ thương như chị thì em không có ngán đâu. Mấy chị như chị muốn mua 10 triệu em cũng chịu luôn á, không có sợ. Em không có lo, em không cần cọc gì hết trơn. Ý là cái đây là tại vì thiệt sự là mấy đợt đi Thái rồi, giờ đợt đạo này em cũng khách sỉ nhiều quá mấy chị. Em có khách sỉ nhiều mà nguồn vốn của em nó cũng có hạn, nguồn vốn em nó cũng có hạn. Cho nên nó là nói chung là cố gắng mấy chị hỗ trợ giùm em, mà dụ như chuyển khoản trước cho em được một ít gì đó là cũng đỡ. Thiệt sự tại đợt này nguồn vốn em nó tương đối, nó khách sỉ thì khách thì càng ngày càng đông. Khách thì càng ngày càng đông á. Là khách chắc đơn cái đóng này cho phải 40-50 triệu này. Hết nhiêu đây là phải tầm 40-50 triệu á mấy chị. Thì thật ra mà nói là bản thân em thì nguồn vốn em cũng có hạn thôi. Cho nên là nói thiệt là đôi lúc nó cũng sẽ bị hơi thiếu. Mỗi chuyến em đi là khoảng tầm 400-500. Khoảng tầm 300, mà đợt này chuyến này em đi 400 triệu thôi. Không nhiều hơn được nữa thì nguồn vốn mình tới đó. Còn áo màu đỏ đôi với xanh riêu màu nào đẹp, lấy chị một màu với thêm màu trắng. Ok, tức là một màu trắng, đồ đỏ đôi với xanh riêu, thấy màu nào đẹp thì lấy chị một cái đúng không? Ok, thật ra em thấy màu nào cũng đẹp luôn á. Nếu mà chị muốn em chọn thì em sẽ chọn cho chị màu đỏ đôi với màu trắng đi. Đỏ đôi với trắng hai màu cho nó lạ lạ xíu. Đỏ đôi với trắng nó sẽ đẹp đẹp, nó sẽ lạ hơn. Xanh riêu nó hơi buồn. Ha, à, đó, cho nên chị là chuyển khoản được cho em, giúp cho em thì chuyển giúp giùm em. Ok. Mấy chị còn lấy cái gì nữa cứ nhắn em nha. Mai em đi lấy thêm cho mấy chị nha. Yên tâm, bây giờ mấy giờ rồi? Gì vậy, gì vậy? Sao nghe tiếng người Việt la to vậy? Gỡ ra. Để đồ lên đi chứ. Vậy kêu tiền gỡ cái này. Không, cái này không lấy, cái này không lấy. Tiền có lấy không? Tiền, cái này có lấy không? Cái này không lấy. Cái nesty á hả? Bỏ lại, ừ. No, no. Thank you. Trời ơi, cái bánh xẹp lép của tao, xẹp lép bịch bánh. Trời ơi, bịch bánh của em mà nó xẹp lép rồi mấy chị ơi. Trời ơi, bị bánh bên đây. Mê ba cái bánh này mấy chị, con người gì kỳ cục, thích ăn bánh này nè. Đó, mê, xòi xẹp lép xẹp lơ, buồn quá. Biểu đó tính tiền bịch bánh để riêng ra đi. Thôi mà đau lòng, con cuốc cuốc thương nhà mỏi miệng cái da da. Ủa, thanh toán rồi hả? Sao thanh toán vậy lẻ lẻ vậy? Nó rớt gì đắt rồi, bill gì đó đắt rồi. Không có, tao nói ăn tiền. Hết chưa Duyên? Trời ơi, bên này nó đông mấy chị coi nè. Quá trời đông luôn, quá trời. Chị đôi thể thao đế độ cũng nhẹ quá, nhẹ luôn.
nhẹ nhẹ tưng, yên tâm đâu đó nhẹ tưng luôn. Mà hàng đó là hàng sale là biết sao không, tại vì nó lẻ sai bể sai rồi cho nên nó sale á. Chị coi siêu thị là đông ghê không? Ghê chưa? Ghê chưa? Đông mà ghê, đông ghê không á chị? Đó bây giờ này là mấy giờ rồi ta? Giờ này là mấy giờ rồi mấy đứa? Đôi lấy đồ quá đẹp á chị. Chị anh lưu đôi lấy đồ quá đẹp á. Ba mấy nhắn lại. Mấy đứa ghi lại em chị đôi, chị để đôi để độn cho chị anh lưu giùm chị cái đi. Ghi lại giùm chị để chị biết đường. 37 ok. Ủa sao bữa trước không sách ở Việt Nam mình cầm qua mà để đi qua đây mua nữa phí gì trời. Ta rồi. Ok, chị anh lưu 37 đúng không? Để em ghi lại. Đó. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thương, sao anh nỡ đành quên, sao anh nỡ đành quên những kỷ niệm ngày xưa ấy, biết nói gì đây hỡi em. Rồi thôi em ra ngoài đây em ngồi chẹt bẹt đây đi. Ồ tắt refund nè, đứng xếp hàng không quá. Đây hàng của mình đang đứng nằm đây chờ đây, đông lắm mấy chị ơi. Cái đôi giày đều có một màu thôi, đôi giày nó có đúng một màu thật là. Ê ít thùng dữ vậy đủ không bay? Đôi giày nó có một thùng à, một màu à vậy, màu đen à. Trời ơi nó đông mấy chị coi nè mấy chị. Trời ơi là trời, cái gì mà đông dữ vậy, đông như kiến vậy mấy chị. Trời ơi đông như kiến là có thiệt. Đông như kiến, kiến cũng đông không bằng nữa. Ê bà bánh đã tính tiền chưa vậy? Lấy ra ăn được phải không? Xong chưa? Xong hả? Đông giả mang. Ok, thôi bây giờ em kết thúc live, em hẹn gặp lại mấy chị vào ngày mai nha. Chút xíu nữa mà em có sức em đi qua bên chỗ nữa, mà em mà có sức mà em đi qua bên cái khu chợ đêm em live thêm cho mấy chị nữa thì em qua. Còn không thì bây giờ em kết thúc live, em hẹn gặp lại mấy chị ngày mai nha. Bye bye.